Chiều. Xin chào cả nhà. Ghi cả ghi nội dung là sale cực rẻ đồ gỗ cao 100.000. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cả nhà à. Này à, mai vừa theo sale nha các chị. Bán à, không có được vừa sale. Lỗ vẫn cười tươi dữ trời. Mấy chị tin trong trời. Giờ bán lỗ. Dạ còn nắng mai à. Em cầm nha. Xin chào các chị yêu. Em đang suy nghĩ nay em bán lỗ sale lỗ ấy, em nên cười tươi hay là em phải cái mặt ngầu lên mấy chị, mặt buồn hoặc là mặt thảm thiết đây, để các chị thương đây ha. Em đang suy nghĩ làm để khuôn mặt nào cho nó hợp đi. Alo cả nhà ơi. Cả nhà à, cả nhà cho em một nút chia sẻ nha. Dạ chị gái đợi em xíu nha, đợi em xíu em đăng cái bài cái đã ha, rồi với mình đặt luôn được. Mà nhân khách mới là các chị phải đồng ý chuyển khoản nha, đồng ý cọc 100.000 nè, thì em soạn đơn cho mình nha. Chị Hình Lan mới nhận hàng rồi, ok nha. Dạ, vừa cảm ơn Hình Lan nha. Vậy là đơn thứ hai đã thành công đến tay chị Hình Lan, một khách mới của nhà em. Nãy thì cả nhà ơi, trưa nay vừa sale rẻ lắm à, mấy cái sản phẩm này này. Robot trăm nghĩ nhảy. Ok. À chị Nắng Mai, quần đó đâu có sai đâu tình yêu. Cho dùng một cái quần trắng quần đen mà ren á. Không có sai đâu. Hôm nay Robot vừa bán 100.000 đồng giá, các chị chia sẻ cho dù. Thiệt luôn, mấy chị ơi, vừa bán lỗ đó nha. Cái này là lùa mango mà không biết sao, nói chung các chị biết rồi, đâu phải bán cái gì mà cũng nhập về là bán được hết đâu. Mặc dù nó đẹp nhưng cái vía nó không đi lỗ tốt nên nó còn bây giờ bắt buộc cũng như nói chung buôn bán là các chị biết rồi, tiền hàng mà để càng lâu là càng không được, mình phải xoay đồng tiền để mới xin lời được, không được để một chỗ à, tiền vô tiền là không được để một chỗ rồi đó. 300 bồ thì em có sale lại em vẫn còn, em thu hồi về được 30 triệu đó, 30 triệu đó em sẽ đi nhập một cái hàng khác em về em kiếm lời. Ok liền. Nhưng mà nếu mà em không có bán 30 triệu này đi thì em sẽ nằm đó hoài. Cái đồng tiền nó mất giá trị liền luôn. Nên lý do là nhà các chị thấy đó, nhà em ít khi mà có mà hàng tồn hay hàng gì đó. Em nhắm mà không được là em tặng mất. Giống như em tặng về một cái giá nào mà lỗ chắc chắn lỗ rồi đó. Nhưng mà cái giá nào mà cứu vớt được cái gì cứu vớt đó là để em ôm lại vốn thôi. Là cái mã này đó em đảm bảo là rất đẹp, nhưng mà vừa nãy rồi trong 100 mã thì sẽ có một mã là bị tồn vì những cái lý do nhiều khi phong thủy không tốt đi chẳng hạn vậy đó, chẳng hạn vậy thôi, mình cứ nghĩ vậy đi cho nó nhanh. Thì phong thủy không tốt thì sao, mình phải sửa liền rồi đuổi liền. À trưa nay vừa sẽ bán đồng giá 100 hết nhé chị nhá. À chị nào mà đang coi like cho dù nút tương tác nha, chia sẻ đi, nhiều chốt cho cái này vừa bán lỗ rồi, công lỗ tiền hàng lỗ tiền nhân viên lỗ hết đó. Nên mấy chị cho em nút chia sẻ đi, coi như cho động lực, cho em có động lực em like thôi, em làm đơn cho mình. Còn quần này nãy chị Nắng Mai hỏi thì dù có nói nè, không có sai chị nha. Dù bán từ 48 đến 72kg, bên vô 72kg là dành cho dáng gọn đó. Rồi, chị nào chưa chia sẻ thì lên liền đi cho em nút chia sẻ. Không có sách dù mặt đâu. Em sẽ bán đồng giá 100.000 nhưng em các chị phải ghi sai, không ghi sai em không nhận. Bữa nay em nhận được đồ đẹp lắm, cảm ơn Nguyễn Bích yêu dấu nha. À, màu thì em có chụp cho các chị rồi, nó tầm 6-7 màu gì đó, tuyệt đối nha các chị, không đổi nha.
không đổi nha, chị nào đổi là em sẽ ngưng nhận luôn, em không nhận nữa. Tại vì sao? Bán 100.000 rồi đổi nó nhiều mệt, đã lỗ rồi không muốn nó nhiều. Các chị ơi, quần trên xài chút Diều sẽ like sau nha, để Diều like cái bộ 100 trước. Rồi bây giờ mình lên thẳng bộ 100, em sẽ giới thiệu cái size. Cái màu á là có 6 màu. Nếu giả sử các chị có dự định trong lòng á mua tầm 2 bộ thôi thì mình không nên chốt liền, mà từ từ thế nào thiệt ấn tượng mình thắng chốt. Tại em có đến 6 màu lắm. Rồi thứ nhất, thứ hai á là cái size, các chị phải biết được mình mặc cái size gì ha. Em là có may là size M, L, XL. Thì size của em M em đang mặc á là em bán từ 47 cái đều được đến 56 kg. Nói chung là may theo dạng thoải mái nha, măng gồ lụa vải xịn luôn đó các chị nha, vải đẹp lại lại mắc tiền lắm. Măng gồ là có nhiều loại lắm, nhưng loại này ai mà mua của nhà em là biết cái vải nó rất là mát mà mình nha. Rồi size của L là dành cho 57 kg đến 62 kg, các chị nghe cái size để mình chốt nha. Chị nào ghi cân nặng thôi em cũng không bỏ luôn, cái này bán ba em sẽ chốt nhanh trong vòng tầm 30 phút là có thể là hết luôn 300 bộ. Rồi size của XL là từ 63 đến 70 kg. Nếu mà để mà đo cái vòng á là em may lớn nhất làm vĩnh 120, là các chị yêu đừng có lo vòng mâm, chỉ là trong cái khoảng cân nặng là từ đó đến đó các chị cứ bấm, khỏi cần trừ hao luôn nha. Riêng nhà em nhấn mạnh em may rất là bự, vòng ngực size nhỏ nhất là Diều cũng đã làm được 100 rồi, nhưng mà 100 thì 100 nhiều chỉ có bán 56 kg thôi. Các chị phải mặc sao cho nó thoải mái cái bộ đồ, chứ không phải mà mặc ôm sát như trong người này rồi mình sao mình tròn vào mình thở ra được, phải dù vậy đó. Nên các chị đừng có lo về cái số đo, mà nói đúng cái cân nặng là em sẽ soạn cho. Rồi bây giờ mình lên luôn nha. Em bán giá này là nhiều giá lắm, nhưng thật tình là em có nói rồi, còn 300 bộ mà em phải đẩy đi để em lấy lại vốn em làm việc khác thôi, chứ em không thể để hoài một cái mấy chục triệu mà để một chỗ như vậy được. Rồi bây giờ mình lên luôn nha, bắt đầu nha. Em nhận từ chị Phạm Nguyên, M size M Phạm Nguyên. Bắt đầu nha các chị, lên size thôi, xanh cần size M đình đình nghi ghi nha Phạm Nguyên. Đình nghi size chị hả? Size M đó, đình nghi chị chụp xuống đó. Lan cao size M. Các chị yêu, mình mặc size gì mình vào size đó cho em, cứ 100.000 một bộ. Khi quét size XL, các chị ơi bắt đưa lại mấy chị và đặt trước, đi lại dùng Diều đi vô sản cho dùng 6-7 màu mà Diều còn tầm 300 bộ đó, nên vậy có thể mình sẽ đi nhanh. Mi Tú size chị XL, chị cờ xem trong tin nhắn chị nhé. Ella Huỳnh size M, ở nhà mình cũng không có đặt hàng nữa. Nguyệt Lê size của L. Lam Trần size XL. M Tết Thịnh, M Huỳnh Mai, XL Thu Hằng. Em bán rất, nói chung là em nói rồi, chị nào tin em thì tới thôi. Em rất là bằng là dám nói tự vệ trên live đó, không để các chị kích động đâu. Còn ai nghi ngờ thì cứ từ từ theo dõi nhà em. Khách mới coi bài game đi các chị ơi, em không ăn chốt đơn đâu, cái này em bán lỗ nên em chẳng có chốt đơn mà bất chấp đâu nha. Hoàn, chị Hoàn size XL, 55 kg mặc M. Vi Mai size XL, măng gồ lụa các chị ơi, bán lỗ nha, đừng nghĩ mua rẻ rồi nhiều khi làm khó em, còn nhiều em nha, em bán lỗ đâu, Lan Nguyễn em xả kho đó. L, ok Tình Nguyễn. L, Trâm Ngọc. Vi Mai có rồi, Mai Anh Trần size L. Đúng rồi, Sinh Hòa size XL dành cho là 63 đến 70 kg. Bùi Hiền XL. N Yến Lê. Minh Hương L. Nhiều xã vô lấy lại tiền vô đi nhập hàng khác đó. Tâm Ái, chị nào xã là vô không tốt nữa đâu nha. Mấy bộ này là các chị đi mua bao giờ có giá này đâu. Ok, Nguyệt Dương mua. Chị Rất Lê thì XL, một lúc chia sẻ đi các chị ơi. Yến Đồng XL có 7 màu, 6-7 màu gì đó. Phú Mỹ không có thông tin, không có đồng ý chuyển khoản, chưa nhận đơn. Lan Tú khách mới không có đồng ý chuyển khoản, em không nhận đơn. Lan Nguyễn ok. Các đồng ý các chị ghi kèm là Trần Ngọc chưa có. Yến Đồng có rồi, em bỏ cái Yến Đồng ra. Trần Ngọc ghi lại đi, chị làm sai gì em đâu biết đâu. Nam X Giang ok. Trần Ngọc ghi lại đi. M Đằng Lạc, M
hàng đồng giá các chị nào mua rồi là biết. Em đã bán 165 cho các chị rồi là các chị biết. Cái vải nó rất đẹp. Em nói giờ còn mấy trăm bộ em xả luôn, em tặng các chị hết đó. Mua nghiêm túc nha các chị, không có xả đổi nha. Để có gì cuối lại mấy bạn sẽ soạn đơn nha. Cho mỗi em ưu tiên size XL nha. Lần sau mà chú không biết XL nó Dũng đọc đâu thì Dũng biết thật. Tiger không biết size gì, Ngọc Hành size của M. Các chị ơi, mua hàng trăm ngàn mà các chị ghi không rõ là dù không nhận đâu nha. M Thanh Thị Thủy. Ủa cái này có một cục nữa hả? Đúng rồi. Lê Phương Thảo size M, ok chị cách mới. Đây. Còn size XL dù hết, còn ML thôi. Rồi, còn mấy bộ nữa hết. L ok chị Trần Ngọc. L cho chị tốt nha. Đây em mời còn mất vô đây nè. Em hết rồi đó, sắp hết rồi này. Cho qua màu khác nha. Dạ, giờ bán đồng giá 100.000 hết. Mấy chị vô vòng hút liền đi các chị. Khi còn cơ hội. Đúng rồi, cái này là Kiều Anh không chốt đưa vô nguy hiểm. Mua đơn thứ hai vẫn còn đòi xem hàng. Không cho xem xả đơn rồi thôi, không được mua nữa chị ơi. Ngọc Lệ ok. Nhà em là không phải làm khó mà, nhưng các chị làm khó em là em chốt lại đâu. Ô, lên Sài Gòn nhiều hết rồi. Lên Sài Gòn nhiều hết rồi. Rồi, thêm rồi. Đấy, để đây mở đó. Rồi, tiếp nha. Ok, Thảo Thảo bỏ L. Không, em bỏ còn chừng này, L chừng này. Rồi qua mũ mới nha. Chị coi bài ghim đi, chị Phú Mỹ ơi. Các chị cách mới coi bài ghim đi, các chị vô thăm cảm nha. Các chị ơi, ghi đúng sai dù nhìn đâu nè, đừng có ghi trên nè. Có em mở ok cho chị Lê Minh Hiếu nè. 100.000 bộ mango lùa hàng cao cấp phần đẹp luôn nha. Tại em bán xả kho thôi. Size M 47-56kg, size L 57-62, size XL 63-70kg. Ghi đúng sai em nhìn đâu. Ok, bà Quế lấy sai à. Ủa cho nó. Này bà Quế đưa size M đây nè. Xong. Ai ghi đúng size dù nhìn nha. Tập có chị tập cho qua em ghi đúng size đi. Để chút là dù còn lên hàng khác cho. Hết lần. Nhiều mặt size M. Lên Sài Gòn M này. Quý M, 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 Quế M. Rồi còn một bộ N màu Ngọc Lê ok. Mới được bộ Kim Tùng Cao N. Mới được bộ. Mới lên à, vừa mới lên thôi. Tình yêu vậy nè, các chị yêu ơi. Vừa hướng dẫn là nha, để còn con màu khắc mặt đẹp nè. Lên trên vỏ ok. N màu vừa hết. Mỹ thì Mỹ trần trời hết hàng. Tình sản nha các chị yêu. Rất là nhiều màu đẹp luôn. Có 6-7 màu là không có nhiều, không có hết đâu. Size của N màu các chị yêu ơi, em hướng dẫn lại cho để chút mình ghi, chỉ cần ghi màu kèm size thôi nha, đừng ghi cân nặng nha, tại ghi cân nặng là em không có nhận đơn đâu. Diều là đang mặc size của M này, Diều đang mặc size M, Diều là sẽ bán từ 47-56kg là một cái size M, còn năm size L 57-62kg thì mình mặc size của L nha, 63-70kg á, có mấy chung gì có thường hao rồi, là size của XL, XL là size của 70kg-70kg đó. Vòng ngực cao nhất là 120 và mông cũng vậy, rất là bự, không có hề nhỏ. Và nhỏ nhất là em may 100. Cái số đo xưa giờ của nhà em là như vậy đó. Cái bộ này á là bán giá là 100.000, em bán tặng. Các chị sẽ ghi là màu kèm size dùm em, không ghi cân nặng. Riêng đặc biệt chị nào ghi cân nặng hôm nay sẽ không có đơn. Tại chị Tuyết Hình biết sao không? Chị Tuyết Hình cao mét 6 mấy, chị mặc 5-6-5-7kg là đúng một chân nhau có một ký là chuyện bình thường, là chị mặc M là quá ok rồi, đúng rồi. Là vì với lại form này dù đã trừ hao 1-2kg mà. Thứ nhất, thứ hai là vòng ngực dù đã may đến 100 là rất là bự, có đâu có nhỏ đâu. Nên thành ra dù bán 5-6kg là tối đa là lỡ rồi, có thể những chị mét 50 vẫn mặc vừa. Nhưng mà một chị một số chị mà mét 60 6 mấy thì có hơi rộng thì bình thường thôi, cái này là mặc rộng rộng chút không vấn đề ha. Rồi em mời vô trả cho chị nào nè. Chị Mơ hả? Không, nãy em mời chị mượn cho một chị đó. Không phải. Sao kì vậy? Ở đây bộ Mơ Lơ mà Inter 2 Bill XL bị thiếu nè. Chị Nam XL và chị Loan Nguyễn đặt kiểm tra. Loan Nguyễn không có và Nam XL không có. Liên Sài Gòn bỏ ra đi, Liên Sài Gòn không có biết soạn sai gì luôn. Em bỏ ra đi, chốt sai em mời lại cho chị Hoa Thái.
và size N. Cho Yến Hoàng Hải. Rồi dư hai bộ. Liên Sài Gòn bỏ ra, đi Sài Gòn. Chưa có đơn nha. Tại vì không biết size gì nè. Các chị ơi, cho em thấy anh chị ghi size M rồi lúc XL rồi lúc L, tóm lại là size nào vậy? Đúng rồi. Chỉ có chị Liên Sài Gòn bỏ ra thôi. Rồi hai bộ M đó của Liên Sài Gòn này chưa đưa qua cho hai chị kia. Liên Sài Gòn. Sao chị hỏi L làm chi vậy? Tự nhiên làm em xả ra luôn rồi. Thôi chút là nó mới đi nha. Làm mấy chị ai ai biết đâu. Em giờ hàng này thôi để chút là màu mới đi. Hàng này ai chắc chị lấy thôi nha. Còn ở trong mũi tin em thì cứ tới 100 ngàn. Nhiều cái các chị sờ vải này vải kia cho em bán rồi em mới sale thôi. Em lỗ một bộ đến 6 mấy mấy ngàn một bộ đó. Các chị mình nghe tư vấn chị rồi mình đặt hàng các chị. Một bộ em lỗ, em đã bán 100 6 mấy ngàn mà. Tự nhiên bán rồi sale 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 miếng là giờ xuống còn 100 ngàn lỗ muốn bánh luôn á. Em mua kỹ nha. Rồi vàng, vàng L mai em trình. Mơ đúng không? Diêm thì mở ra xanh em hết rồi, Diêm thì nó XL thi cấp. Diêm thì mở ra thì chịu. Vàng cho Thanh Tuyền Nguyễn. Có sai dùng nhìn, không có sai dùng nhìn nha. Yến Đồng ok, vàng XL. Vàng M Liên Sài Gòn. Đừng đổi nha các chị ơi, Nguyễn Ngân vàng XL 100 ngàn một bộ. Yến Đồng ơi, mình ghi lệnh thôi nha. Chị Hoàng size L. Chị Tâm Ái size của L. Vàng M Kim Ngân. Vàng XL Bùi Hiền. Vàng XL Khôi Lai. XL này dù dục bên này, ML dù dục bên này nha. L và XL cho chị Su Su. Vàng M cho Lan Cao. Có 300 bộ à, Lan Trần. Chứ nhiều quá em lỗ nhiều tội em. Phạm Nguyên vàng M 100 ngàn một bộ. Vàng M Nguyệt Trần. Trời ơi, hàng làm đẹp lắm. Cái này á, vàng L Nguyễn Hồng. Các chị ơi, từ 48 đến 70kg size của 47 phân 47 mới nhắn đầy đầy á, đến 56kg mình mặc size của M. 57 đến 62 mặc size của L. 63 đến 70kg mặc XL nha. Vàng M Hoa Thái, bộ trong người diệu luôn. Rồi hết vàng M. Hết vàng M nha. Diễn Thúy size XL. Vàng cho Huỳnh Lê Huỳnh size XL 3 bộ. Tết làm một bộ bán từng bộ một chị yêu ha. Nguyễn Hồng ok. Anh mờ vừa hết hàng rồi. Mờ vừa hết hàng rồi. Không có Diễm Thúy ơi, ghi sai vào. Thêm bộ vàng Liên Sài Gòn. Chị Kim Hương. Và toàn bộ size L cuối cùng. Dưới này. Toàn bộ cuối cùng L. Chị Trần Vũ Hà, em ơi mới nhận hàng rồi đẹp xuất sắc. Bao nhiêu ta đơn chị mai bao đơn chị và mấy đồ nhúng nha. Tự nhiên em nhớ chị mua nhiều nè. Hôm trước này. Thấy đồ nhúng mà chị theo em đi càng ngày đảm bảo luôn phong cách càng mới lạ càng đồ đẹp. Ok Duyên Trinh và vừa hết hàng nha. Hãy đem thu đây bỏ chứ không thu đem ra ngoài chút là không biết hàng nào còn hàng nào hết luôn. Rồi hết vàng L. Mấy cháu ơi 100 ngàn mua về mặt cho nó đã. Rẻ lắm. Cực kỳ rẻ luôn á. Bảy hàng mấy đứa ơi. Diều bán 165 ngàn. Khách Diều đang mua cũng đang mua luôn mà biết sao Diều mang có lượng quá nhiều. Có ngành mấy bộ dư ra bán không hết được. Diều bán lỗ 6 triệu mấy hả? Đơn 6 triệu mấy đẹp xuất sắc rồi mừng hả? Chị thích mặc đồ bồ lấy mấy bộ đi mặc ở nhà mát lắm chị. Các chị em mặc ngủ luôn đó. Mấy hàng này là em đều lấy hết á. Tại vì cái vải á, em đảm bảo cái vải các chị sẽ rất là ưng. Nó 100 ngàn các chị ơi, đường may hay là phong dáng em may rất là thoải mái, đẹp, trẻ trung. Tại mấy hàng mà em thiết kế lên á, gần như là cái em cũng có đầu tư về vải vóc của vậy á. Em cũng cân, nói chung là chọn cái vải em kỹ lắm. Nên mình đừng có lo nha. Rồi, mã mới này các chị sẽ ghi dùm cho Diệu là chữ, mã chữ đi. Mã chữ, chợt bán trong nhà mà em kỹ như vậy các chị mua là yên tâm nha. Mã chữ em còn chụp lại hình cho các chị khỏi lo.
Nhà em làm kỹ lắm, nên ai chắc chắn em mới chốt cứ không thôi chứ mấy công nhưng mà ngồi chụp hình chụp đồ xong xả rồi vậy là em không chịu. Giữ cho cái website của FL. Chữ cho Mai Vi FL. Chữ Lan Trần FL. FL có 5 cái bộ à. Mấy cái này mà em sợ dư nhiều em khi phát triển hai lần rồi em bỏ cho chị. Trâm Ngọc chữ sai của L. Chữ cho Hà Nguyễn L và FL. Chữ em màu Phương Nguyễn. Chữ L Văn Kiện. Trời ơi 100.000 bộ mua mặt đi các chị ơi. Mê Tú chữ Quyền chữ. Ok, mã chữ cho Phép Phạm. Hello. Sao thiếu quá kìa. Dữ luôn. Mã chữ cho Triều Đình Nghi. Bỏ từng cái một đi, thiếu rồi tiếp sau. Dữ. Đi Mai, dư bộ gì? Đeo vàng. Mã chữ cho đây, đưa bộ vàng XL đi cho chị. Rồi, dư một bộ vàng XL, không biết bỏ sóc của chị nào rồi. Vàng một XL nha. Thêm Văn Tình size L. Ok, Mai Ngọc size M. Cẩm Linh size L. Vàng vừa dư một bộ XL. Chữ XL vừa hết. Chữ Yên Lê M. Chữ Kiên Thảo size L. Hả? Ôi trời ơi. Chữ cho Trần Ngọc. Cái gì năm cơm tấm thì chị năm cơm tấm mua. Chữ cho Lê Tiên Đỏ. Bao nhiêu mấy được mấy chục bộ. Lên Sài Gòn hả? Đó. Chị năm cơm tấm, chị năm cơm tấm đang mua. Nè năm cơm tấm đang mua. Nè có thị á. Mấy chục bộ kìa, thấy các chị thấy á. Đồ này ai mặc rồi biết phải đẹp lắm. Mã chữ to hiệu. To hiệu. Rồi còn cái màu thôi nha. Còn màu thôi. Dày không có. Chữ size anh màu bên Lê. Nhiều cũng để mấy hàng này rồi. Lần chị lại thăng ai chữ size M Bích Nguyễn. Chữ cho Hồng Thắm Tham. Chữ vì mẫu mới nha. Vừa nhận hàng đồ đẹp nhưng quần nhúng ống hơi nhỏ. Ống suông sẽ đẹp hơn nhiều. Chị Nguyễn Kim Anh ơi, quần nhúng là nó có chiều dài, có ống túng, ống vừa, ống to. Nói chung cái này là tùy theo sở thích tình yêu thôi nè. Đẹp ha, đẹp. Còn tiếp cho ống rộng là vài bữa vừa về ống rộng cho chị ủng hộ thêm cho Diệu với nha. Vàng cái tên L Nguyễn Đinh Nô Em nhận đơn với chị gái nha. Này. Chữ cho Linh Võ nè. Cần thiết thì đưa ra ngoài đi cho mấy bạn bỏ cho nha. Đưa ra ngoài cho mấy bạn bỏ cho. Chữ em còn sai M thôi. Hết chỗ mà phải mua tại sao? Mình mà mình mấy chị em mình là giống nhau. Không có suy nghĩ gì bằng là giống cái nhiều năm mê mua sắm á, thích đẹp, thích cái đẹp. Mặc lùa mát. Bác cơm tấm đắt lắm quản lý ơi. Ông Tư nó nhắn kìa. Giữ còn em mờ thôi, mình mai cái này là cái gì? Chữ còn mờ thôi mấy chị yêu ơi. Mấy trăm bộ. Rồi, đêm tiếp theo. Đêm tiếp theo. Ok, nắm mai chữ. Thôi thấy vậy. Này nhà mấy thương mua bắt trời nè. Mấy thương là nè mặc quầy em mặc đồ màu màu này. Sao mặc đồng phục đứa con bé Mi Vinh. Nhà có bốn nàng này. Mi Vinh ok mà. Chữ chị ơi vừa nói này 100.000 cũng gửi nha. Nếu mà các chị không mua thêm được gì là bắt buộc phải cho đi chứ các chị mà tiếp truyền ship là sau này là vô mua hàng xe em dám chốt gì đâu. Tại vì bán sale rồi mà nhiều khi còn tiếp truyền ship nữa. Rẻ thiệt đó em. Mango lụa hàng đẹp luôn nha. Dù chị nào ơi đã mua măng rùa cái nhà dù từ năm ngoái đến giờ là các chị cũng đang mặc nhiều mã là chấm ti rồi cổ nhúng nhúng bèo bèo đồ nhiều lắm là vải của nó đó. Em muốn nhớ nữa thì tiếp tin thôi. Ôi nói chung bán cái này á dù xả dù nó rồi dù lấy lại tiền để dù nhập hàng khác thôi tại vì dù không mất tiền để một chỗ á
may lỡ nhiều quá dù xả thôi, chứ nó đẹp mà vải nó xịn mà. Lại thực sự bán bên năm cũng được mà, nhưng như mình cái tính mình nó nóng, nó vội ấy, để một chỗ mình thấy nó khó chịu lắm. Em có mới xả rồi đó. Các chị đi có sai dụng mới nhận nha, không có sai dụng nhận đâu. Chị Hà Trần ơi, chị có đơn bên nhà em này mà em không biết được bồ nào nữa. Em không nhớ nữa, chị Minh Hà Trần nha. Có gì nhân viên em sẽ chụp hình xác nhận cho chị có đúng sai đúng mẫu, thì chị hãy chuyển khoản sau. Khoan chuyển khoản trước đi. Chị mua một cái quần sau mà không gửi cho chị Trần Sương. Ủa Trần Sương có đơn không? Không biết nữa nè. Rồi, mã bi, lên bi luôn. Size M 47 đến 56 kg, size L 57 đến 62, size XL 63 đến 70 kg. Rồi, các chị bi luôn. Nói chung mình mặc cũng được mà mua cho con gái. Chị nào có con gái thì mấy tuổi vẫn mặc bình thường nha, tại vì mấy cái giống này là tùy theo màu sắc để mình lựa thôi, mặc khác lựa nha. Con chữ mơ đưa lại nha. Đổi áo cái này. Lên L, lên L còn bộ nè. Lên L còn bộ này. Lên L là để dự luôn. Đây. Rồi bi nha cả nhà ơi, mình lên bi kèm size luôn. Dù à, trong nhà dù nhân viên em đứa nào cũng mấy bộ lấy đủ màu lại tiếp không kìa. Nó mặc rồi nó lấy thêm luôn, nó nói trời trời chị vừa lắng, trời chị vừa sale. Nó thật được mấy bạn này cũng tranh thủ dễ sợ luôn. Em màng yếu không có ra được ta. Còn màu gì nữa? Còn ba màu nữa là hết nha. Còn ba màu nữa hết. Còn 3 nữa. Thế vậy tất chắc phải 500 bộ chứ 3 bộ. À, còn 6 màu nữa. Rồi giờ dù lên bi nha cả nhà ơi, mình cứ để là một bi kèm màu là được, kèm size là được. Bi XL 2 bộ. Chị các chị mua cho cũng được nha, em đảm bảo rất đẹp. Phạm Nguyên và Tiết Phạm. Bi Nguyễn Thần XL. Bi Tâm Ái size L, trưa nay vừa xe bán chút có một quần đẹp lắm. Ok chị Phi Tốt Bi XL. Nguyễn Kim XL. XL là 63 đến 70 kg nha cả nhà. Nguyễn Nhanh XL. Đừng đổi nha các chị, Nguyễn Mai L vì đổi là em không biết chịu đó nè. Bi Khôi Lê L và XL. Bi Út Lê size L, chị nào mà xả ra là vừa sắp thì vừa cho ra luôn đó. Ok, vừa trần size của em L. Bi XL Mi Tú. Tại em làm rất kỹ như thế này rồi thì không có gì gấp. Biên Sài Gòn Bi size L. Bi coi cho bên trình size của L. Bi XL Nguyễn Hồng, trừ khi mà lỡ mà em in hai đơn thì em bỏ ra cho các chị. Ok, Bình Nguyên BN M. Dìu XL 100 ngàn một bộ. Nhìn Yến, Yến cầm nãy có cho ta. Em đồng ok XL. Đến ai rồi, để đâu rồi, Yến đồng để từ nha mấy chị. À biết Thảo Võ Thảo này. Rồi tiếp theo. Thúy Nguyễn L này. À Thúy Nguyễn có không giống XL và size M cho chị Ngành Lâm nha. Rồi XL vô hết hàng. XL vô hết hàng. Nguyễn Hồng, ok. Duyên Trinh. Duyên Trinh không có nha, em đang bắn bê chị chữ làm chi, bỏ Duyên Trinh ra giùm chị đi anh. Em không biết này Duyên Trinh có không nữa, em không nhớ nữa đâu. Em không ok nè, em bỏ Duyên Trinh ra. Hồng Thắm Phan Sai N M. B N L Ngọc Trần. B N L Mai Anh. B N L Thinh Nguyễn. Quân Anh Lâm lên là giờ bỏ ra bỏ. Thinh Nguyễn bỏ. Bỏ. Giờ mặc size M. Hồ Vinh size L. Tích L vừa hết à. Bán rồi, đôi này bán 200 mấy, bán trần ở năm ngoái cơ. Phương Trình nè. Nè, Phương Trình. Rồi. Nên Sài Gòn có rồi. Đi chị Hoàng size L. Bán Hồ size L. Sắp dính á hả? Hình như còn bộ còn bộ size 2, sắp dính 550, còn bộ size 2 á. Dính cho đi mặc vừa không ta? Chữ còn M thôi. Bên Hồ có hàng. Kiều Chiến Bi, ok L. Dính Nguyễn có, Nhật Bảo Bi L. Bốc Diễm Bi L.
chữ cho chị Thúy sao mà 100 ngàn một bộ chữ bất phi. Ok, rồi bà chữ này cho bà quế trong người luôn. BNL cho chị Trinh, Trinh Mai về hết. Hết tầng, tầng BNM thôi, BNM thôi. Nãy giờ mấy chị ghi kênh nặng là vừa nói rồi, không có nhận hàng là lý do các chị ghi kênh nặng là vừa không có soạn đâu. Dù đã hướng dẫn cái size cho mình rồi, mình bao nhiêu ký thì mình vào cái size đó cho em. Size của M là dành cho 47 đến 56 ký, size L 57 đến 62, size XL 63 đến 70 ký. Thì mình trong khoảng nào mình ghi cái size, chứ ghi kênh nặng làm chi, ghi kênh nặng em không nhận đâu. Nãy giờ em bỏ rất là nhiều chị luôn, vừa hướng dẫn nãy giờ luôn rồi mấy chị bỏ qua uổng quá trời luôn nè. À, mấy sản phẩm này không phải lúc nào cũng có để mà sale đâu. Em mua gọi như su lá bỉ là em mới sale thế này thôi, chứ không ai sale mà để mà bán 100 ngàn mà hàng đẹp như thế này cho mấy chị đâu. Và em nó rất đẹp, các chị tin thì cứ tới với em đảm bảo là về nhìn là không để các chị thất vọng đâu. Đồ dùng mặt hết rồi, còn bi, còn bi rồi. Đồ dùng mặt này là cho mình quế quên, tại em bán á, em cái này em nói rồi, em xả kho em lấy lại vốn á, được chừng nào để em nhập hàng mới, chứ nó nằm một chỗ ngoài vậy á, tiền không á. Đúng rồi, măng gồ lụa đẹp luôn nha. Măng gồ lụa này là các chị mua 300 mấy nào một bồ là cũng vải này đó nha. Cái chất vải của nó vậy đó, không phải vừa quảng cáo quá đâu. Người ta đang mang may vải này cũng bán 300 mấy ngàn một bồ bình thường á, chỉ là khắc kiểu bồ thôi, vải đảm bảo đẹp. Ô, nhiều chị nhà em mua hết rồi, em đã 3.000 bồ mà em đã bán hết à, cho 60-70% đi, còn một còn lại 30% em mới sell đó. Em đã bán qua loại giá là cũng lộn thùng tùm lum giá, và giá là đang bán lúc đầu là đó 165 ngàn, là tất cũng mua đủ màu bình thường mà. Cái này là xả này, Hồng Quế cho thêm bộ bi luôn đó đó. Còn cái tay đi, cái tay chị Hồng Quế hai bộ đó, ba tin nè hả? Không có. Ok, Yến là Hải bi, còn bi M thôi đẹp. BNL hết hàng rồi, dễ thương lắm. Chị mặc ở nhà đi, mình mặc cũng được, mua cho con gái rồi gì cũng được. Mấy bạn nhà lớp tư làm có em là mười mấy tuổi nó cũng mang mặc mấy bộ này luôn, dễ thương lắm. Vải lụa mang đồ vừa may đồ mặc mát lắm mọi người ơi. Cảm ơn nha, cảm ơn chị luôn nha. BNL Nguyễn Thị Trang. Ừ. Dư cái gì đưa cho chị con, đóng giấy chứ. Hai lần. Còn đây thì dư lại 3 XL trên 10. Kiểm tra luôn. Có hả? Ừ. Kiếm bấm cho chị. Đen đen đợi xíu xíu nha. Nguyễn Liễu XL này, để đây dư dư 3 bộ này. Mấy có chị không có? Thì Trang dù in rồi bỏ ra giùm chị nha. Ừ. Okay, có chắc máy không có ra này. Đi cho Hoa Thái này. Rồi dư XL để vừa nhìn thêm mấy chị nữa nè. Còn sai BXL ok, những kim nè. BXL còn không? Không, XL không có, XL không này, để vừa nhìn thêm thêm 3 chị nữa nha. Cách mới coi bài ghim đi các chị ơi. B còn XL một chị, những kim đó rồi. BXL còn bộ, chị nào chưa có lấy nha. Cho chị Yến ok. Đó, lớp 12 đồ mặc bình thường, 11, 12 đồ mặc bình thường luôn á, không có gì hết á. Rồi, bi còn size M nha. Bi còn size M thôi. À, chủ yếu là mình chọn cái màu á, mình chọn cái màu nào cho hợp với cái độ tuổi thôi. Chứ kiểu thì dễ mặc lắm. Mình nhân khách em 65 ký vẫn, à 65 tuổi vẫn mặc nha. Vẫn mặc tròn qua mấy màu đậm. Rồi, chị Ngọc Khánh ơi. Các bạn mới có thể đọc bài ghim giúp cho cái kèm đồng hình sọc này có thể. M L không hả? M L đây hả? Có nhiều rồi. Hiện tại B là đang còn tại M nha các chị nhé. Rồi. Đen đẹp quá trời này. Trời ơi.
Đen size L tên Tuyền Nguyễn được bộ này. Rồi đen MLXL luôn. 100.000 bộ các chị ơi. Khách mới đồng ý chuyển khoản em mới nhận đơn nha. Các chị kêu vô đập chung chung về em mới nhận đâu. Cái này à. Đen XL Bùi Hiền. Được bộ thôi nha. XL có bộ thôi nha. Này rồi. Đen XL có một bộ thôi. Đã thư ok đen M luôn cho em nè. Kiều tiếp được bộ đen M luôn nè. Về hết nè. Rồi. Size L. Giờ còn size L là Hà Nguyễn nè. Đó, Hà Nguyễn size L nè. Hồ Ngọc Khanh size L nè. Chính chân đi ơi, bộ 550 đó rộng lắm, đụng mặt. Đụng mặt, người đẹp mặt rộng lắm. Khoai lê được bộ nè. Kêu tí là lấy bộ gì nữa. À đó, có sai mà. Ủa, bộ M đó. Rồi, cái chị cần nói một bộ. Hỏi chắc. Tìm ký size L nè. Linh Huyền lấy M luôn nha. Để Linh Huyền chị đi. Tìm ký Linh Huyền bảo bài tìm em đấy. Để không có bị lộ. Yến Nguyễn size L nè. Hà Nguyễn ok. Bên tỉnh L rồi hết tên. Mình đang L nè. Rồi còn hai màu nữa kết thúc. Còn M hả? Đợi em xíu nha. Còn màu, hai màu nữa là coi như là hết hàng rồi. Ba mặt, ui ba màu luôn. Trời ơi, vậy là em may cái này nó 8-9 màu chứ 6 màu gì. Chết, vậy là cả 500 bộ á. Em nói 300 bộ nửa tiếng là hết. Mà giờ cái này là không thể được, không hết được nửa tiếng rồi. À, còn còn đến 3 màu nữa, nãy giờ cứ hoài tại 3 màu luôn. Có thì Trang chốt bi. Các chị Daniel ơi, mình vào sau mình nghe em tư vấn cái size nha. Đồng giá em bán 100 hết. Mang vô lùa em đảm bảo chất đẹp. Size của 47kg mà phải dành cho người đầy đầy á. Đến 56kg mặc M. 57 đến 62kg mặc L. 63 đến 70kg mặc XL. Các chị không để lại kênh nặng, không để lại kênh nặng, phải để lại size em mới nhận. Để lại kênh nặng em không có nhận đâu. Đấy nghĩa các chị đã nghe em tư vấn kỹ hết rồi. Mình không có chốt sai. Chứ chưa không thôi mất công ra không đúng ý thì xả ra mệt lắm. Tại cái này mắc tặng thôi. Sao chị không chốt được? Ủa, dính tính nãy giờ cũng có nhiều mà em thấy chị vẫn sao nhiều lắm hết nha. Em thấy chị gái nãy giờ vẫn sao nhiều lắm luôn á. Các chị ghi màu này dùm em đi nha. Màu nâu đi, đẹp quá trời luôn này. Đây, mấy bộ này em nó không có ngày độ tuổi. Không ngày độ tuổi. Nâu. Không có biết bên ơi. Nâu nha. Rồi nâu dùm em MLXL nha. Nâu kèm sai các chị ơi. Tại vì khi em dục xuống một người khác bỏ sai cho mình. Nâu L bên tỉnh. Nâu M. Rồi để vào đọc từng chị một ha. Còn nhiều, còn hai còn cũng còn nhiều mà không có sợ hết đâu. Mình cứ chốt chốt theo thứ tự từng màu. Nâu cho Phượng Phượng Trịnh. Nâu XL cho chị Nguyễn Hồng. Nâu cho Kim Tuyến. Bộ đồ quá đẹp luôn. Viên Kinh size L. Ngọc Khanh không biết size gì. Thanh Khanh size của L. Viên Nguyễn size XL. Mi Tú XL. Quách Huy size M. Thi Quách XL. Thí Nguyễn size L. Hoàng Nhung Nguyễn size L. Em không biết đâu Phương Kim Mo nha nha. Hồ Ngọc Khanh size của L. Bạch Yến. Trần Bạch Yến. Yến Lê. Thanh Tuyền. Hồng Đô. Tuyết Phạm. L và XL. Duyên Trinh có hàng rồi nha. Lê Thị Bích Kiêu. Thi Quách có hàng. Linh Huỳnh có hàng. Nguyễn Liễu có hàng. Nguyễn Thị Ngọc Hà có hàng. Đình Nhi có hàng. Ngành Lâm có hàng. Phương Kim có hàng. Không giấu nha. Dung Hà có hàng. Dương Châu có hàng. Lan Nguyễn có hàng. Nguyễn Trinh có hàng. Linh Võ có hàng. Hà Nguyễn có hàng. Đó em đọc to để các chị biết mình có. Trịnh Hảo không có đơn bên nhà em. Linh Ngô có hàng. Khách mới coi bài game mới có đơn các chị ơi. Hồng Tám Phan có hàng. Vĩnh Hương có hàng. Huy Trần Thị Kim có hàng.
Châu Mũi có hàng, Linh Võ có hàng, Nghịch Phương không có hàng, hết hàng rồi. Yến Lê có hàng, Nguyệt Lê có hàng, Tình Nguyễn có hàng, Bích Kiêu có hàng. Hết XL các chị ơi, hết XL, Linh Võ có hàng, Đặng Thanh Cầm có hàng, Nguyệt Bảo có hàng, Phạm Nguyên có hàng, Lê Trần Thị Kim có hàng. Rồi còn anh màu thôi. Ô cần anh lớn lên hả? Ai trời của người ta. Chết. Ê vậy hả, nãy em có lấy một bộ. Đó thì bãi đó. Trời ơi, người nhà em lấy, em biết em tưởng sách hàng em lôi lên em giao cho các chị luôn. Mà bị bãi chửi. À, Nhật Phương mất sao nè. Rồi, em còn size M thôi. Em thấy chị Nhật Phương, Trần Hảo không có hàng, lý do này các chị ơi. Các chị là khách mới thì các chị phải để lại cú pháp về này, mã hàng, số điện thoại, kèm đồng ý chuyển khoản. Mua xong cuối like chuyển khoản cọc 100, đồng ý thì mình ghi thêm chữ đồng ý chuyển khoản, còn không ghi chữ thì là em không có nhận đơn. Tại vì mất công lỡ đem ra rồi chụp hình xác nhận gửi xong các chị nói không chuyển khoản, thế thì gửi thế thì thôi chứ chị ship cốt không à, thì lúc đó mất công lắm. Nên tên like ai đồng ý chuyển khoản em mới chừa hàng, còn không thôi em chừa hàng. Thông cảm giùm em nha. Mấy cái này em bán là chỉ có là một là lấy tương tác với trang, hai là em thu hồi vốn thôi, chắc chắn là lỗ, rất là lỗ rồi. Rồi tất cả đều còn em mời nha. Ok, phường trương size của N, N là 48-57kg. Trần Hảo Bi. Ok Trần Hảo đó. Chị chỉ cần đồng ý vậy là dùm nhận đơn, chị muốn mua bao nhiêu mua, cuối like sẽ có người chụp hình cho mình xác nhận là cái mẫu cần cái size. No ok Mai Ngọc. Em biết chị Nhật Phương khách nhà em khách cũ mà chị yêu biết sao không? Chị yêu cái size XL, cái tên L em có ít hàng quá, đến lượt là giống như tin nhắn trôi đến chị là hết luôn rồi. Cái tên L em có ít. Em chỉ có khách mới thì mới cần ghi đồng ý thôi, còn khách cũ nhà em mà không cần, em biết khách à. Tại trong máy này nó sẽ lưu lại ai khách cũ ai khách mới, trừ khi lâu quá các chị không có ghét lại trang em thì nó khoảng 2-3 tháng, 4 tháng á, nó mất cái thông tin đi, có thể vậy thôi. Chứ em nhớ các chị hết mà. Do là không có còn hàng. Ok anh Thư có hàng nè, đó mình chỉ cần ghi vậy thôi. Trời ơi, dù chốt kỹ lắm mấy chị yên tâm đi, các chị 100.000 cũng là tiền, phải mặc vừa thứ nhất, thứ hai cũng phải nghe em tư vấn rồi. Thứ ba nữa cuối like các chị ơi sẽ có một người chụp hình xác nhận là cái màu đúng hàng gửi nha. Các chị có mua 10 bộ em cũng chỉ có tiền cô cọc 100.000 thôi, nhưng vấn đề mở ra các giao tới tận nơi các chị kiểm tra hàng luôn. Ok, chỉ có cho khách mới kiểm tra hàng, thông báo chị nào khách cũ mua đơn thứ hai trở đi mà đòi kiểm tra hàng sau này em đánh dấu em không bao giờ chốt lại nữa, mang tới tận nơi ép em phải mở hàng ra khui ra kiểm tra là em không cho rồi đó nha. Chỉ có cho khách mới thôi, là cái khách nào mà đầu tiên mà không biết cái trang nhà em, gọi như là các chị chưa thực sự mà giống như biết đến sản phẩm bên nhà em thì các chị lo lắng thì mở ra kiểm tra hàng đi các chị cho yên tâm. Còn mà đã tin tưởng quay lại đơn thứ hai vì nhà em chụp hình xác nhận rồi thì kiểm tra cái gì nữa. Em là em tránh một ngày em đi gắm rất là nhiều đơn, em nói thật rất là nhiều đơn, không thể nào mà ngày nào cũng nghe điện thoại chị ơi khách muốn chơi hàng, chị ơi thế này thế kia, nhức đầu lắm. Chụp hình xác nhận ok em mới gửi, không ok em cũng gửi đâu, em không có bao giờ gọi điện đâu các chị nha, không vô coi tin nhắn không đồng ý em cũng gửi. Nên mà đang tới rồi kiếm cái gì tốt chị mua 20-30 triệu chuyển tiền còn sao, mình có bộ đồ có 1-2 món mà cứ kiếm mệt lắm. Mà đã em mà đeo đưa tới tận nơi mà ép em mà phải khui ra, ok em khui cho coi luôn, xong rồi tiếp tiền rồi xong đơn đó đơn thứ ba trở đi là đừng có mua nữa, em không chốt nữa đâu, em đưa vô nguy hiểm luôn. No ok Trần Hảo. Nhà em kỹ lắm, bán đồ cực kỳ kỹ, không chụp từng mẫu một cho các chị trước khi gửi hàng nha, không có xác nhận em cũng gửi đâu. Tại sao lỡ gửi đi? Nếu muốn bán hết nhanh thì hãy bán lỗ. Lên này hôm nay không biết hôm nay có mã nào không nữa, ta chưa soạn thôi. Hôm nay là tặng lỗ nè. Tại em bỏ sỉ là chính, mà em vẫn kết hợp với like thì cái giá em làm rất là ok.
nhưng mà bán thì cũng phải tâm huyết với khách hàng, mình làm sao để khách yên tâm, là chỉ có hỗ trợ đơn đầu tiên thôi, còn đơn thứ hai các chị em đã tính các chị em không đợi các chị cọc nữa rồi thì các chị làm gì mà phải bắt em phải khui hàng mang tới cho kiểm tra. Tin là đã tin nhau rồi là tiếp tục, còn không tin nhau thì mình chia tay sớm. Tại vì đơn thứ hai là em không hề bắt các chị cọc nữa, các chị chỉ có vô mua bình thường như là một vị khách quen của nhà em luôn, rồi vẫn được chụp hình, vẫn xác nhận đầy đủ, giao tới tận nơi, ok xong thôi. Còn sợ có mua mà một món thôi đừng mua nhiều, mua một món thôi đừng mua nhiều, để cái món nào cho chắc món đó. Rồi ghi dùng cho em test mã tiếp theo nha. Mã này các chị ghi mã 10 đi. Con nhắn con súng nhúng ống suông à, ống suông mà có tài 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 này có hai cái này không lời nha vậy tại nó đầy quá. Ok rồi, mã 10 kèm sai tâm ngọc sai của L, em bán ơi chị các chị thông cảm nha, nhưng khi mà em kỹ vậy thì các chị sẽ lời. Thanh mai em bỏ sai L luôn đi cho chị ấy, kia chị bỏ trước đi thôi, lên L tìm mai XL vị trí dương sai L, kiếm lên sai gì anh lên yêu dấu cẩm phanh sai L, ký nghĩa sai M thấm à cảm nhiên sai M thu hằng có hàng rồi, chịu đọc như chị có hàng Thiên Nguyễn có hàng, Ngọc Hình có hàng, Kim Tuyền có hàng, Ngô Thị Mai Liên có hàng, Hồng Đô có hàng, Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy có hàng, Dương Châu có hàng, Nguyễn Liễu có hàng, Nguyễn Phương có hàng, Thi Quách có hàng, Huyền Thúy có hàng, Diễm Châu Phan có hàng, Anh Nguyễn Cách Mới có hàng, Lam Tú có hàng, Diều Diều có hàng. Rồi hết ít lượt, còn mờ lờ thôi. Tết Phạm có hàng, Yên Lê có hàng, còn một mã cuối cùng nữa đó các chị nha. Hai mã cuối cùng chỗ đường mà mai tôi mai chi nhiều nhất thì thôi. Hoa Thái có hàng, Đằng Thanh Cầm có hàng, Lan Trình có hàng. Trời ơi, sao mà nhiều dữ vậy trời. Mẫu này vậy là lỗ bị bánh luôn á, nhìn thấy cũng ít mà sao quá trời nhiều luôn. Trúc Em Đằng có hàng, Lâm Nguyên Tinh có hàng, rồi à, XL còn bộ này, XL Diễm Thí này có hàng, Diễm Thí có hàng nha tình yêu, nãy giờ được còn bộ này. Năm sáu là mười đúng không? À đúng rồi. Rồi còn hai màu cuối cùng nữa rồi lên luôn cho xong đi ngâm lờ. Còn nhiều đâu cần rồi màu lờ bông vàng là mẫu nào chị ơi, em cũng có mẫu bông vàng, em có mã 10 à, tại em đọc đại thì các chị chốt không nhanh chứ không có nhớ mã đâu. Rồi à, nâu này dù còn là N thôi nha. Rồi mã 10 còn 12 bộ L hết. Rồi nâu để à quên bộ mã 10. Ok chị Thúy sai L, thế này dù còn mã 10 này, đây chị Thúy Hồ này. Ok chị gái nhà dù nhận đơn với chị nha. Rồi mã tiếp theo nha. Cái này với thêm một bồ nữa lấy nè. Rồi giờ chắc chắn này, giờ là hết hàng thiệt nè. Em còn một vàng nữa. Hả? Nữa hả? Sao nhiều quá vậy? Còn một vàng nữa hả? Trời ơi, ấy nãy giờ. Giờ mới hết á. Cái gì vậy? Ê sao mà nhiều quá vậy hả? Cái gì nhiều?
Nãy giờ tôi nói khoảng 6 màu mà nó ra có mười mấy màu luôn hả? Trời ơi. Ừ, trời, làm đâu 6 màu chị mà. Trời ơi, 10 màu đó. 11 màu á. Này thì trắng ngàn. Tao này chết, không có lương luôn. Ê, lộ bên sắc luôn. Tôi nghĩ 6 màu mà á. Sao ta kiếm gì? Là tủ nồi trong đây xuất hiện. Hôm nay loạn đi hết á, tức cực. Rồi, mã 10. Mã 14. Điện đôi chuyển gì luôn. Con. À, điện đôi chuyển gì. Nén lô, nén lô này. Nén lô này. Này đưa này. Đó. Đôi sắc. Nè, bỏ vô đi. Đi thiệt. Quá chó trời màu rồi. Từ đây là còn nữa các chị ơi, còn nữa. Nhìn trên xe anh lượt. Yên lê xa ít lô. Ủa sao tôi mang nhiều mà tôi không nhớ luôn vậy ta. Bên tỉnh xa anh lô. Mỹ Tuy Dương anh lô. Thi Quách ít lô. Mi Tú ít lô. Cẩm Văn anh lô. M bị đế hả? Tạm Nguyên anh lô. Dinh tinh bác lò Diễm cho Phan anh lô. Hết anh lô luôn. Luôn chị tiếp tạp. Ok Tiger size XL. Nam X Giang XL. Yên Lê size M. Nhân Hương size của Hương Giang size XL. Dương Châu size XL. Hà Dung size XL. Hết XL luôn. Để Nhật Phương hết mất tiêu chị yêu. Ô Nhật Phương ơi, chúc chúc vô bắt đại cho chị hai bộ đi ha. Chứ thấy chị bấm sao mọi người quá nè. Được không? Hai bộ hai màu nha. Nay có nhiều mã lắm các chị ơi, cho vô lên mã này xong. Chị Thúy Thúy lên lên màu. Em bỏ cho mũi ra nhầm rồi. Nhật Phương. Cái tờ giấy ra đây đưa cho chị, đưa cho chị. Để chút chị Nhật Phương, chị tự bóc cho chị Nhật Phương chứ không chị Nhật Phương bóc chậm quá. Ok chị Nguyễn Bích nè. Đình Nghi này có chị. Đình Nghi ok nè. Rồi còn cái M thôi cả nhà thân yêu nha. Rồi còn cái M thôi. Rồi cho mẫu mới lên luôn đi. Lên tủ. Cho lên luôn đi. Ôi đâu có nhiều đâu, mình có ít ít thôi chứ cái này nhiều quá lỗ. Đau lòng. Ok sốt ha. Nguyễn Bích. Nguyễn Bích chị gái lấy ha. Ok size M luôn nha. Nguyễn Bích bộ chiều đang mặc là M luôn. Chị cho thêm bộ XL dùm em đi. Màu màu vàng á, màu vàng sau lưng chị á. Để em miễn hết hàng á chị yêu à. XL vô hết rồi, mã 14 XL vô hết hàng, còn M thôi. Ủa như chị ơi, được. Em mong được này. Còn hai mã cuối cùng này, dù đưa cho Nhật Phương trước luôn, rồi Nhật Phương bấm luôn lại. Rồi Nhật Phương này. Dạ 60kg xoay. 60kg mình mặc xoay của anh lời chị gái nha. Rồi bây giờ vô lên mã tiếp theo nha. Rồi mã 16. Bắt đầu nha, xong rồi mình lên mã 16 này. Mã vàng là em sẽ bán cuối cùng. Giờ bắt mã 16 trước. Rồi mã 16. May quá trời may luôn. Xong rồi mình may dữ mình không nhớ luôn á. Cái này chắc mày thêm mà gì mà nào cũng bán vậy đó. Thôi bạn thôi thôi đừng ngày nào cũng bán bị không có, lỗ quá trời lỗ đó mấy bạn nha. Bán hàng được á. Thôi lo bạn 16 thì quá lỗ lắm. Đừng có bán bị, đừng bán bị. Mong một năm nhím lần một. Rồi 16 này ít lô đi quá. 16 Ngô Mai Liên 16 Khoai Lê 16 Tư Tư ok. Dương Châu ok. Nguyễn Thu Hằng ok. Yên Nguyễn ok. Rồi hết hết rồi. Tư Tư có Quách Phi ok. Hết luôn. Hết hết rồi các chị thân yêu ơi. L Phạm Nhung Nguyễn ok. Diêm Chính ok. Lê Nguyên không giấu có hàng. Mi Vân có hàng. Phạm Nguyên có hàng. Kiều Tuyết có hàng. Nguyễn Bích đừng đặt đi. Sao
này nha, bỏ ra dùm chị đấy. Thiền Nguyễn size L, ok. Rồi còn anh M thôi hết à. Đó. Có M này, có M này 47 trở lên. Mình lấy cái này mai chị mai 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 anh ơi mang gồ lụa vải rất là đẹp. Vải này vừa đảm bảo luôn á, các chị mua bộ 300 mấy là nó cũng trong loại nó luôn á. Nó trở lên chứ nó không có loại mà kém chất lượng đâu, mình đừng lo nha, tại cái này em sale thôi. Các chị nhỏ ký ủng hộ luôn đi cho em hết với nè, 100.000 bộ ha. Mua cái này về mặt chơi chơi thôi mà nhưng sẽ bất ngờ đó, bất ngờ dữ lắm. Kiều Tuyết mã 16. Ok, để 16 kèm size nha. 16 Kiều Tuyết có hàng rồi. Rồi vừa đang cầm 16, vừa đang mặc 14. Rồi còn một mã cuối cùng nữa. Tất cả nãy giờ là vừa chỉ còn size M thôi. 547 đến 56 kg. Lò hết hàng luôn. Ngọc Anh lên M luôn nè, mã 16 nè. Vừa đang cầm là mã 16 nha các tình yêu. Ai bổ sung mã nâu M là nhắn luôn nè. Rồi mã vừa đang mặc mã 14 nè. Ok, may lên mã 14 nè. Ngày mai 14 ra đây chị. Lấy bộ dùm em, bộ thôi. Đây. Mã 16 L vô hết hàng. Mã 14 Bắc Phi. 14 là vừa đang mặc nha. Còn nào vừa đang cầm là mã 16. Nguyễn Bích nãy vừa đang mặc là mã 14 nha, Nguyễn Bích ơi. Chắc nha. Để tôi khoan con Nguyễn Bích nãy giờ có chưa nè. Mã 14 Nguyễn Bích có đồ đỏ đi. Mã 16 Lâm Nhanh Tin nè. Mã 14 Hình Dung nè. Vừa đang mặc là mã 14 nha. Vừa đang cầm là mã 16. Mã 14 Loan Cao nè. Đây còn 3 bộ, 2-3 bộ nữa là hết luôn nè. Thì để bộ này là cho ngày mặc. Mà cũng đẹp cho ngày mặc. Mã 16 L vừa hết hàng rồi. Kết phạm hình như không có. Đến cái khúc sai chị hết luôn. Rồi mã 16 còn cái màu thôi. Còn 2 bộ, mã 16. B size M nha shop. Ok Nhật Phương, một bộ B size M luôn nè. Em chị để bổ sung size M nè. Mã 10. Yến Hằng Hải ơi, mình lấy mã nào? Em tư mã 14. Ok, em tư bộ này luôn nha. Rồi mã 16. Rồi mã 14 trong người có dầu luôn, Hoàng Hải. Hoàng Hải. Yến Hằng Hải. Rồi mã 14 hết hàng nha. 16 là M. Ok bên Trịnh luôn nè. Để cho hết con cái mã 16 M luôn. Anh Trịnh này. Rồi, hai bộ này với tiếp phàm là mã 16 nè. Nâu còn 3 bộ. Size từng mã một đi các chị, ai bổ sung rồi bộ vàng là cuối cùng là hết luôn rồi đó. Bộ nâu đẹp nha, nâu ai bổ sung ghi luôn nè. BM ok, BM em còn nha. B là mã B luôn. M Kim Tiền này, Quắc Phi này. Mã 14 hết. Kim Tiền ok rồi nha. Rồi Kim Tiền vừa nhận đơn rồi. Nâu còn 3 bộ. Thanh Tiền Dũng nhớ luôn chị Thanh Tiền. Chị có nghe dù đọc không? Trời dù chẳng nhớ đâu chị yêu ơi. Tiếp. Cái này dù tính tiền thì nhanh lắm. Dù đọc dù chẳng nhớ nữa. Có gì mấy bạn chụp hình cho mình nha. Em có hai em mã về nè. Kì kiểm tra có chị gái không? Thanh tiền á, có không? À, mã nâu size M chị Anh Nguyễn. Chị em mới có một cái xe nâu L 14, 16 chưa có. Chị ơi, chị có một bộ nâu L thôi, chị Thanh Tiền nha. Rồi nâu M cho chị Anh Nguyễn này. L hết hàng nha, biết L hết hàng. Tất cả những mẫu này là dù còn size M không à? Hết rồi. Đi không còn L. Đây. Rồi bộ này bộ gì chị? Còn cái mã này mã nhiêu? Mã này gọi mã gì? 10. Mã 10 phải không? Đưa. Đây có còn mã 10 này. Mã 10 size M, tất cả đều size M hết. Mã 10. Size của anh M luôn. Nguyên set đồng giá hôm nay bán 100 nha các chị nha. Là sắp hết rồi, còn mã cuối cùng màu vàng đây nữa là dù like nữa là hết luôn á. Các chị, bây giờ còn mã 10M nha các chị ạ. Đây mã 10 này là size M10. Những bộ em còn hàng ở đây luôn á, các chị có thể tham khảo thêm. Rồi. Nay dù ăn lỗ, rất là lỗ luôn nhưng không sao đâu, kệ đi, có ngày này ngày kia mình buôn bán mà. Mình như vậy mình mà thắng hết thì thôi giàu nhanh rồi ha.
30 cho chị kim tiền. Từ từ đi anh, để chị đọc đi. Ủa Linh Đoàn là khách mới hả? Phải không? Linh Đoàn ủa Linh Đoàn có phải em Linh Đoàn không? Vàng mơ kiếm tiền. Không, phải, phải em không? Vàng hai bộ L M mã 10 này. Mã 10 cho Ngọc Anh. Mã 10 này em. Mã 10 Ngọc Anh. XL cho Lan Trình. Vàng vàng mờ và BL ok em. Là em đó phải không? Em ơi em cho chị dùng lại số điện thoại đi. Tại thấy chưa, lâu ngày quá không vào mua đồ này. Dùng mà hát nó không có lưu lại luôn. Duyên Nguyễn L này. Cái đó Linh Đoàn nha em, hai bộ. Duyên Nguyễn có hàng. Phường Trương có hàng. Vân Hồ có hàng. Em có văn đọc to thì các chị biết chúng có hàng nha. Trương Anh Đào có hàng. Yên Lai có hàng. Quắc Phi có hàng. Mỹ Tây Dương có hàng. Mai Ngọc có hàng. Khôi Lê có hàng. Các chị số điện thoại nhé. Hương Giang có hàng. Nguyễn Thị Ngọc Hà có hàng. Mai Anh có hàng. Bà Nguyên có vài hàng. Chị Hoàng NT có hàng. Mê Tú có hàng. Thi Quách có hàng. Hồng Đỗ có hàng. Bùi Hiền có hàng. Hết ít lượt. Hết nhìn ít lượt. Không đổi nha. Không đổi nha Thi Hồ. Nguyễn Bích có hàng. Lan Lê có hàng. Thì anh Nguyễn có hàng. Như hả? Là từng hả? Vinh Tình có hàng rồi. Liên Lê có hàng. Lê Nguyễn có hàng. Rồi, hai còn hai bộ L. Vàng còn với lại còn một anh L hết. Đó. Kết thúc mã 100. Trời ơi. Lỗ quá lỗ. Ai ghi đại đi, vàng trái tim có một bộ size L. Vàng trái tim có một bộ size L. L 57 đến 62 kg. Không có Minh Ly ơi, dù hết hàng rồi. Mã 14 còn một bộ size M luôn. Đó, còn M thôi. Em lấy bộ gì, em lấy cho. Cho anh L luôn, lấy cái này này. Anh L tim cho bên Trịnh. Rồi, cả nhà thân yêu, mình đi qua cái khác nha. Vàng trái tim vừa hết rồi. Giờ á, giả sử mà em cũng có thể, em nghĩ là các chị dù khi ghi 2-3 bình luận á, em không biết em in ra. Thì nếu mà dư á, thì em cũng bỏ ra cho, không sao đâu. À, chị nào mà giả thích cái mẫu nào, hình nào á, các chị nhắn qua tin nhắn thêm. Khi mà mấy bạn chụp hình xác nhận, nó nói, ừ, chị thích tên bộ màu vàng trái tim hay là bộ màu xanh rồi chẳng hạn á, các chị nói cho mấy bạn nhân viên em đi soạn cho nha. À, cứ nhắn qua tin nhắn, có thì mình soạn thêm, không có thì thôi, cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà cứ nhắn qua tin nhắn sẽ có người giống như đi tìm cho. Nhật Phương, mã 10 size của M. Mã 10, mã nào ta? À, mã 10, ok, Nhật Phương đây. Đọc đại rồi chứ có nhớ hết đâu. Rồi vàng, hoa vàng vô đang mặc là còn anh L thôi. Giá 100 ngàn một bộ chị ơi, cái này vô bánh xả kho thôi nha. Nè, tháng còn lùa, trời ơi, nhìn cái vải gần thôi. Nói chung mấy chị mà nhìn xong mấy chị còn sẽ nghĩ, trời tôi biết rồi, tôi đặt sụt bộ rồi tôi mặc cho đã, tôi cho người quen, người nhà, người bộ. 100 ngàn mà như chị, các chị đưa bộ đường cho cái là khắc liền luôn nha. Cái này các chị mua cho nhà làm quà là hơi bị tuyệt vời luôn á chứ. Đẹp lắm. Mà cái không biết dễ mà hư, cái khi nào mà hư. Nó gồ lùa này mặc nó bền mà. Đó, giờ ai em mờ trúng vào cái này thì lấy, còn cái đó thôi. Vàng ok cho mũi. Xem rồi. L còn một bộ vàng cuối cùng. Còn nhau còn tất cả M. Vi Hồng M dùng đơm mai anh. Đảm bảo các chị nhìn đi, không để các chị thất vọng đâu. Cái này vừa bán là bán tại bán xeo lỗ thôi, kệ đi. Nhưng mà nó đẹp. Dù có nói rồi, dù thu hồi lại vốn giống như 30-40 triệu vậy đó. Dù nghĩ chắc cũng cả 50 triệu tiền hàng này á. Thì vừa lấy lại 50 triệu vừa đi làm hàng khác thì vừa để tiền một chỗ. Thế chứ là vừa bắt đồ vừa nóng lắm. Để mà ngâm ngâm hàng là vừa không chịu rồi đó. Vàng XL không còn. Rồi. Bộ đang mặc Mỹ Hồng. Ok. Cho luôn. Size M luôn đi.
Chị ơi, em mờ nè, em mờ cho hết đi. Bộ nâu cũng đẹp nha, hai chưa có thì lấy bộ nâu thêm. Minh Lê ơi, mình 70kg mình đâu vô đâu chị gái, không có vừa à, chứ không. Trời ơi, mấy chị mà chốt bên mờ đi, em còn đầy nhất luôn nè. À, em mờ còn cách chục bộ đấy nữa nè. Giờ chỉ cần tìm size nhỏ thôi. Đó, mấy chế thấy nhà em bán size nhỏ ế không? Nên đừng rủ em may size nhỏ nha, may size nhỏ ra để em ôm hết hàng tội nghiệp em lắm. Tất cả đều còn size của em mờ hết mấy chị ơi. Ok, Vương Thúy Phượng, size của L được một bộ đó chị. Rồi hết luôn, vàng, vàng. Vàng hóa, viết tay nhé. Đó, size L. Phan Hồng Hạnh, má 10L, má 16L hết hàng rồi chị ơi. Bánh đèn chỉ còn là vừa 5-6kg thôi. Rồi Minh Na, sắp cái áo 290 chị nào lấy nè. Trưa nay sale nha. Rồi Dìu tầm cho các chị một mã quần sofa linen hàng Trung, chỗ cái vải của nó mặc bao bền luôn. Đẹp lắm mà mát, đủ. Giống như hàng thổ vậy á. 100 mấy ngàn các chị chuẩn bị chốt nha. Rồi cả nhà mình cho em cái nút tương tác gì chưa nè, để em này có động lực em lại bắt tiếp hàng khác lên cho mình. Các chị mình xem trên like, mình nhớ like và chia sẻ cho các bạn, cảm các chị nhiều. Còn bộ mà nãy tình yêu nào mà thích nè, giờ chỉ còn có 60kg nè, 550 ngàn. Ai mà nhận đồ rim này rồi là sẽ mê cho mà xem, đẹp lắm. À, chị thấy bộ đồ em bán 500 mấy ngàn cũng được, mà bộ đồ 100 ngàn em cũng đang bán bình thường. Thì nói chung là cái giá của nhà em nó có nhiều giá lắm, nhưng vải em đảm bảo, em mình mua mình cứ yên tâm nha. Khi mà cái dòng mà theo hàng sale mà chỉ có dưới 300 thì nó bán, mà lên cái cấp mà bán được 500, 700 đến 1 triệu một cái sản phẩm là các chị biết rồi, là cái ngưỡng đó là đương nhiên hàng phải đẹp rồi. Chứ mà hàng xấu là sao bán được. Thì mà khi mà mình vào và mình săn được hàng mà mấy chục hàng là các chị phải tới liền. Đừng có lưỡng lự, đừng có suy nghĩ cái chất vải nhiều. Nên nhiều khi mà mua hàng mà trăm hoặc là mấy chục mà hỏi chất vải là em trả lời thì tại thật tình luôn, em bắt sale tin là mua thôi ạ. À, còn bộ này 500 mấy ngàn nhé, 550 này, nó rất đẹp nha, nó rất đẹp hàng thiêu. Dinh 550 cho chị Hồng Yên Nguyên. Ok, bộ này là 60kg trở lên nha. À, nói chung là đó, chị nào quen rồi thì cũng sao, còn mới á, nhiều khi thấy rẻ sợ hàng chất lượng. Em là em hay đúng rồi, hay cái nãy nói đến trên like để các chị yên tâm mà chốt á. Các chị mình cứ nghe tư vấn thì tại cái một cái shop mà bán đồ mà cái giá mà đến 700, 800, 900 ngàn một cái món đồ bình thường thì tại cái hàng đơn giản 80 ngàn là phải chất lượng, điều đó là phải đảm bảo chứ không nên mất chất thì sao. Nâu L cũng có, nhưng bộ BN thì có ha chị yêu ha, nên mình yên tâm chốt nha. Rồi bắt cùng màu một đi. Bây giờ á, cái hàng này là vừa đảm bảo vải rất là đẹp luôn, 100 mấy ngàn thôi rất rẻ, nhưng mà mình sẽ chốt từng màu nha, có size nhưng sẽ tư vấn hơi lâu chút, rẻ nhưng mà phải chất lượng cho các chị. À khoan, trên ghế còn áo sáu bảy chục chị yêu ơi. Đây nè, thổ lên này 195 thôi. Chị nào đã mua bên nhà em mà đang mặc rồi đã ghiền thì chốt tiếp màu nha, tại vì em mới like có hai màu để cho các chị nhận trước đi, rồi bây giờ em mới like tiếp nè. Trời ơi, hoa nó đẹp dã man luôn mấy bà ơi, 70kg hả, bao luôn ngon lành. Các đồng ơi, các chị ghi cho một đồng ý cọc vào trong đơn hàng các chị. Ôi, đồ này giá không có nhiêu cả, nhưng mà những cái này các chị em thấy có nhiều chị có khách nhà em luôn, inbox hỏi nha, nhắn tin hỏi mấy số kia giá nhiêu, người ta trả lời 400 ngàn đó, em biết các chị có mua không em biết, nhưng mà ít ra là mình đã biết cái giá thị trường rồi đó. Rồi sỉ 195, cái này em có 4 cục thôi nha, không có nhiều đâu. Quần wow, đẹp cực kỳ luôn, hai đẹp lắm. Qua 195 các chị ơi. Mấy cái này á, các chị phối với dạng áo kiểu để coi, có mấy cái. Rồi mình chốt mạo hoa 195, các trong mới các chị ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn hàng nhé. Không còn biết đem ra máy cùng này. Quần nó biết size các chị nghe tư vấn chị các chị. Có size trên bao bì từ từ đi chị. Đừng lấy cái đây em lấy cho. Từ từ đi. Không gấp. 45kg. Mặc rồng em nghĩ chắc cũng được. Rồi quần 195 cho chị Minh Tú. Theo được hàng tổ thì mình lấy. Cái này là len
hình các chị á, còn phải đẹp luôn đó. Các đồng mới ghi kèm đồng ý cọc vào 8 triệu 195 hoa nhé. 195 cho chị Minh Tú này, 195 cho chị Hoàng Nhung Nguyên. Đẹp. Chứ hoa này nó trẻ trung. Rồi. Áo à, áo các chị thích mặc theo cái dạng mà thoải mái 70kg hết nha. Không có sai. Cái này giống như kim tơ vậy đó. Rồi áo giờ em qua 195 cho chị Đinh Ngọc Tuyệt. Ý là mặc theo dạng bùi bùi nhớ thoải mái đó. 195 cho chị Mai Ân luôn. Ôi cái quần này đẹp lắm. Ừ ở trong này không đẹp bằng ở ngoài đâu. Chắc chắn luôn hứa luôn. Rồi áo này xinh. Với còn một cái đen. À còn mấy cái đen. Tặng luôn các chị thân yêu. Giá mà đang bán lẻ là 230 em. Còn sỉ là 195 em tặng luôn 180 cho hết hàng. Chân đen 180 áo cân chị nha. Áo quần lò hoa 195. Con to, dán thêm tơ. Dán thêm tơ nha. Các chị khách hàng mình nghe tư vấn nha cho các chị ơi. Quần 195 nha. Ok Nguyễn, chị Tùng Nga này. Quần cho Kim Tiên này. 195 hoa cho chị Thùy Hình Nguyễn này. Rồi áo đen là xanh 180. 180 kẹp màu. Con này to, dán thêm tơ nha các chị. Kim Tiên ok. Quần các chị ơi, chốt đi ở ngoài vừa hứa luôn. Đẹp hơn trong hình. Dung Khiêm ok. Quần 195 thì Kim Tiên tỏ rồi. À vậy Dung Khiêm này. À Loan Lê ơi dáng cao không? Yến Nguyễn ok. Hoàng Nhung ok. Lan Nguyễn ok. Rồi còn xanh thôi. À còn mấy thứ xanh. Cao hả? Cao về mặt được Loan Lê ơi. Cao mặc được nha. Mấy dáng cao bây giờ em nhìn cho. Quần 195 hay các chị về mặc với mấy áo dễ mặc lắm. Được, lấy cái áo đi. Cái áo này dễ mặc lắm, nó có rút này. Này là các chị mà muốn rộng hơn cái gì cũng được hết. Quần với anh Lê, cái là ấy anh Nguyễn. Đang nhắc rồi Lăng Lê ơi. Rồi còn còn quần à, còn xanh thôi. Cái này có nhiều màu lắm, có nhiều màu. Cái này mấy chế không lấy hả? 2.9 này còn cái nè 65 thôi. Dù ơi lên quần ren đi cho mình chút. Nãy giờ em nói chị nắng mai rồi. Chị mặc không, chị đòi size S. Làm gì có hàng size S. Em đưa cho chị lúc nãy rồi mà. Quần đầu biết size nha các chị nhá. Nãy giờ đưa cho chị rồi mà. Trời ơi mấy chị mà đặt mà mua hàng biết size mà vô mà cái nhỏ ký là có chuyện rộng nha. Mà rộng mà kêu em đổi nè. Đổi đó nè. Quần bông Nguyễn Ngọc Hiền nè. Rồi 195. Đưa gần chất vải cho các chị nắng một cái này. Rồi vừa qua này. Rồi 50kg thì đen ren nó được. Thổ dòng lan nành nì okay, đang bán là 400 mấy ngàn luôn đó các chị ơi. Không phải rẻ đâu. Này nó nói này. Tùy theo loại nha. Thổ có loại xô, loại lan nành đồ. Nói chung với lại có nhiều cái nhà. Cái này các chị cầm lên cái vải nó mềm lắm này, có đường. Rồi ok cho chị nắng mai rồi chị nha. Đây rẻ cũng phải 200 mấy ngàn một cái, nhưng mà vì nhiều shop là bán là giống như chạy quảng cáo bán qua hình ảnh như vậy á, là bán giá cao mà các chị. Đẹp tất trời luôn á. Áo thì đang sale là 180, còn màu xanh nha các chị nhá. Các chị ghi xanh 180. Đang vô đưa lại cho quần 195. Quần trắng đen 195. Chị gái nào vô vô mình ghi này. Quần 195 cho chị Diệm Châu Phan. Cái quần này các chị tin không? Vải này luôn mà màu khác vải mà ừ, kiểu trơn thôi. Quá. Người ta đang bán là đang bán cái vải này nha. Cái vải này là chung có thôi chứ ở mình không có đâu. Là 400 mấy ngàn một quần cũng vải này thôi. Đuổi nhưng mà đuổi đẹp nha, đuổi lùa một cái này là ở mình không có đâu. Cái vải này á, đuổi của mình có nhiều cũng có đuổi mà nhưng mà đúng loại này là không có. Hàng này hàng chung á. Với quần ren thì các chị ghi đen ren hoặc trắng ren nha. Quần đó là quần chị chợ em mặc là 195 luôn. Theo phong rộng thoải mái. Qua trước thì các chị ghi. Tại vì da em bác sĩ nên là cái giá nó cứ xem nhau vậy á. Mà dễ mặc lắm, nó không mất tiền. Nhưng mà không ít đụng hàng, ít đụng mấy mã này, nhìn cưng lắm. Đấy chị coi này. Rồi ren trắng ghi rõ thì dùng nhành đơn nha. 54kg hơn đó. Còn anh Lê Phương thích màu gì nói luôn vừa soạn cho. Chị là mặt size của anh M á. Rồi Nga cho qua luôn này. Áo này á, chốt sau lai vẫn 230 nha. Có rồi chị Hinh Nguyễn ơi. Có rồi Hinh Nguyễn nha.
này là đuổi mà đuổi, đuổi đẹp luôn, đuổi lùa mà chung á. Nó còn pha pha lúc đầu á về nhìn giống như lên đình vậy đó. Nhưng cũng phải nha, vải mềm mát lắm. À, thì chị nào mà nhìn mấy quần này rồi là biết em chỉ có hai màu. Rồi xong em qua mã khác nha. Trắng này bất kỳ nhìn rồi. Mẫu này em có nói với các chị là ngày ngày đầu á là em bán em về rất là nhiều nên sẽ bán lui bán tới không là nói chung nhiều lắm. Cái size L này cái size của nó là ấy là nó nằm ở trên trên đó ít lên hay sao á kiểu nói mới thấy. Quần trắng ren cho chị tú trương tú trương ren trắng. Rồi các chị chốt đi. Hiện tại đang bán hai mã quần nha các chị, quần ren nha các chị, ren thì có trắng và đen 195, quần còn quần hoa bông 195, áo đang sale 180 có màu xanh nha. Thì cái áo 80 còn mấy cái có đưa ra luôn cho em, 85 hay 80 vậy? 80. Đưa đi, đưa bán luôn đi. Rồi bán 80 luôn. Chưa chốt cho nắng mai nha, hỏi nãy giờ coi chốt thì chốt luôn nha chị. Này chị ấy ok, mặc lòng okay 50 chưa? Rồi. Hay biết là cái ghi size S là tôi cũng chấp chốt rồi đó. Ngày mà vô mà lâu lâu nó chỉ mà mua có size là coi như không có hàng không biết. Rồi ai nhận xô lụa này rồi này 80 hả? 80 rồi 80 ngàn. 80 ngàn cưng lắm. Hồng đỏ xanh cà tiện. Rồi 80 hồng đỏ xanh. Quần này em bán từ 48kg đến 5, à đến 72kg không có size đâu các chị. Ren trắng bơm bít size cá tị 50-70 kg cá tị. Rồi, cho em nha. Cưng lắm. Áo mặc bao nhiêu vậy? Lâu lâu vô áo nào áo hồng này á hả? Áo hồng này em nghĩ là chị phải có hết rồi nè. Còn cái áo màu xanh thì áo hồng cho Đinh Ngọc Phủ. Ok thì chị nha. Cái 80 ngàn đó chị ơi, đổ ngang hồng luôn rồi hết có mấy cái à. Cái này chắc em lấy hết rồi nè. 80 kèm màu nha cá tị đối với mạ à nha. Bán cho hết luôn. Rồi chị Thu Vân có xanh thôi nha chị yêu. Mô Mai Liên có đen thôi nha chị yêu. Không có áo. Rồi hết. Còn đỏ thôi. Cho một cái đen cho em 100 ngàn một bộ. Có lộn xộn các chị ơi. Lên nguyện đỏ hai đồ. Có áo tiêu mà nhiều cũng sẽ lên chứ. Nhiều mã lắm. Số lùa ok chị Phương, lấy màu đỏ nha. Hả? Một người có một cái thôi nha, không có người nào hai cái đâu. Có một chị có quần đen thì quần đen không thôi, không có xinh. Rồi còn đỏ thôi. Dạ chị Phương ơi, em gọi cho chị một cái đỏ à. Hiện tại hết rồi mà em nhớ là mẫu này là chị phải có rồi á. Chắc chị phải lục lại trong tủ đồ đi. Nhiều khi mua về mà không hết này. Tại vì mấy cái này là bán mấy đợt các chị. Bán nhiều đợt lắm rồi. Nó nhiều lắm. Sáng vất vả có tiền được rồi. Em cũng muốn vất vả đi có tiền mà không có thấy. 80 con màu đỏ à? Thế rồi à? Con màu đỏ. Số đỏ. Chị Phương. Hay cái quần 195 ngàn. Chị Phương có số đỏ đây chị Phương. Hôm qua mà chút mình thiếu của khách á. Đem vào đi em like luôn cho. Hôm qua này Thủy đem vào là chắc cũng phải hơn 50 thiếu 50 cái rồi không có hàng. Chị còn kêu bên 195 á. Thì hôm qua chị nào mà bị hụt mà nhận hàng rồi chắc chắn là nhiều chị nhận hàng rồi nè. Dạ em hết rồi cách đi. Quần trắng quần trắng đến nhìn. Trời, lấy luôn đi mấy chị. Áo 80 đỏ cho chị xanh thủy. Có tiêu rồi mà. Sao mấy đứa chị 290 số lần ký đổ lại thôi. Trời ơi, sót hả? Con trắng Hương Hồ, mùa này nóng thầm ghê. Chị, vải này nè. Chị có quần này chưa ta? Con trắng thôi. Có thủy luôn này. Giờ lấy cho chị cặp này mặc nha. Ngoài ra mình ra là đuổi bằng xô là tiếp theo là cực kỳ là mát mà nhưng cái giá tiền nó thì nó rẻ hơn thôi nhưng em nói các chị nha mà cái quần này lên các chị thấy ghiền luôn á, đã lắm.
Con trắng tầm bộ Nga to đi, lúc nãy em vô chạy không thấy được nhiều mẫu. Thôi em lấy con nhắn qua tin nhắn đi chị ha, lấy qua tin nhắn đi, rồi soạn rồi tiếp tìm nào gửi hình hoa đi nha, rồi dưỡng cái soạn này. Nói chung là dù cũng sẽ chốt cho giá 100 ngàn, nhưng có gì chút gì coi là like á thì gửi qua tin nhắn rồi rồi tiếp tìm nhiều nhiều đi soạn cho. Con trắng được chưa? Không có sai đâu mấy chế ơi, cái này làm được có sai. Big size 50 đến 70. Em nói nó đẹp, em nói về 1.000 cái thôi, nó không đẹp vậy gì bỏ tiền em bỏ lên luôn 1.000 cái. Mấy trăm tiền thôi em. Rồi lấy quần nó mặc đi sướng lắm. Nó tự nhiên nó mát mà nó thoải mái lắm. Cái đó quần cũng. Rồi hôm qua này các chị ơi. À, nói lại là do vậy nè. Có nhiều chị không có đơn hôm qua là phải hơn 50 thiếu phải hơn 50 cái. Nhưng mà lý do là còn sót hàng. Rồi một số chị là em bấm hai đơn. Em mắc cười ra. Bây giờ này. Quần trắng ok Minh Lý. Rồi nâu tím đang có một cái thôi. Đó. 195.000 các chị thiêu nha. Con 70 kg đổ lại. Rồi trắng, tím, đen nâu. Lên liền cho em. Áo trắng thiêu dưới tà, áo trắng màu thiêu dưới tà. À, cái này không phải thiêu đâu, ren. Ren không phải thiêu đâu chị. Tôi mới sang mạng mới, quần 195 mạng mới, quần thiêu nha các chị nhá. Các chị ơi, các chị ghi mã này là chịu thiêu kèm màu. Ok, tí lê dự hiểu nè. Tại vì em tưởng các chị lấy coi mẫu này nữa sao, em không có biết. Thiêu, ghi dùng cho em thiêu. Nói dùng em thiêu nha. Quần tím ok, tí lê. Ghi mã thiêu thì nhiều nhận thiêu kèm màu. Rồi thiêu còn trắng, nâu, tím, hết. Thiêu còn trắng, tím, ok, hoàng nhung. Trắng, tím. Thiêu 195.000. Thiêu trắng cho chị Võ Linh luôn, rồi hết. Khách mới mã hàng có đồng ý chuyển khoản em mới nhận đơn. Rồi còn tím với nâu thôi. Lai lành bột hàng chung vải đẹp lắm, 70 kg đổ lại. Các chị ơi, còn tím và nâu thiêu nha các chị nhé. Quần 195 big size các chị. Sáng thiêu hết rồi, còn tím. Tím với nâu. Khách đang mới đọc bài in giúp shop, ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị. Hôm qua là vừa từ chối nhiều chị quá trời luôn, xin lỗi cả nhà nhiều. Còn thứ nó vô đây. Còn tím và nâu các chị ơi. À, tím nâu thôi, nâu đẹp mà. Nâu còn vô đây. Tím còn vô đây. Đó, các chị nhìn màu. Rồi đã biết. Nãy giờ còn hai cái cam. Rồi có cam luôn. Cái quần màu trắng rồi chị Cương ơi. Cam có hai cái nữa này. Cam nâu tím nha các chị nhé. Thiêu, mã này là mã thiêu kèm màu. Không đến 70 kg dáng gọn, không có sai. Lai ngành bột. Thiêu tím cho chị thân mau. Rồi lấy cái đó không đi. Cái này là các chị ơi, bước 8 cái lên vô được thì dáng rất ghê mà, mặc dễ lắm. Cái con này cứ 70 kg chốt cho các chị, đừng lo. Nâu thiêu nghĩa là chia mẫu ra chứ đừng có dụ quà lên nữa không. Cho một cái nâu. Còn cao Nguyễn Hiền. Còn cái nó với tím. Rồi ok nha, để giờ lấy mẫu mới. Thiêu kèm màu nha các chị nhé. Sẽ đăng mới các chị ơi, như kèm đồng ý cọc và trong đơn các chị. Mà số điện thoại kèm đồng ý cọc nha các chị nhé. Mình ghi một lần để lưu đơn luôn ạ. Trắng thiêu để em coi chị Linh Vọ. Chị Linh Vọ có trắng thiêu rồi nhé. Rồi mã cao cấp em like cho các chị luôn nè. Thằng thiêu còn nâu có tím nha các chị nhé. Hiện tại là con mã quần trắng ren nha các chị, trắng ren và trắng đen ren nha các chị. Còn trắng ren với đen ren, còn thiêu thì nó khác. Thiêu thì còn nâu và xịn nữa. Rồi giờ lên cho mã cao cấp xịn luôn nè. Ui đẹp quá trời luôn mấy bà ơi. Con nhỏ quá.
nhỏ là không vui rồi đó. Size L. Các cặp mới đi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nhé. L vừa đang mặc này. XL này. 2X. Rồi L các chị ơi, 53 kg. XL. XL 57. 2X 61 kg. Quần nâu. Ok. Nguyễn Nguyệt, chị có mấy bạn ghi chú là chị xem hàng về chị chuyển khoản hết rồi em, chờ em chị chuyển khoản rồi đặt lại từ đầu thì được xem hàng nhá, chị chịu không? Đâu cấp. Ồ, chào cô Hương. Cái này vừa mặc hơi ấy thì mình về mình chỉnh làm cái nút. Ok cô Thanh Hương, cái này là các chị ơi, giá của nó lẻ là 290, sỉ là 255 ngàn, giờ em chốt cho sỉ luôn nha, tại cái phong nhỏ em tính. Cái này là thiệt là phải 290 là em tính bán này, giá còn đây luôn, chưa là 255 đi. Rồi đọc sai. Rồi XL dành cho 57 kg. 2XL 61 kg. Nó đẹp lắm. Rồi, hai lớp hàng đẹp. Hai sai rồi. L, XL, khỏi khỏi. Cái này tại vì phong nhỏ nên nghe cũng trẻ hả? Ừ. Ok. Ok, Hương Hồ mặc em 255. Hương Hồ Nguyễn Lệ mặc size của XL nha tình yêu. Cho thoải mái nha. Rồi. Ok, Hương Hồ quần ren trắng. Cái nhà vì Hương Hồ bảo áo thì em không phải chốt áo đâu. Quên đúng không? À, chốt quần thôi, nhưng mà chốt quần. Chuyển khoản lại từ đầu thì em chút nha. Hãy đơn nào cũng mà cứ xem hàng như thế là không nghe điện thoại nó không trả hàng về. Nhà em bây giờ em mua ai muốn xem cứ nói luôn, em cho xem và chuyển khoản. Em chút lại từ đầu. Nói chung đơn nào cũng chuyển liên tục là cho xem hàng hàng luôn, khỏi phải khỏi phải lấy gì hết á. Chứ gửi đi mấy công đưa tới tận nơi rồi. Bắt cái túi hàng ngồi ra cái tăng quá được chứ. Cái này bỏ qua đi. Hàng này lại mặc hết. Đưa đưa mấy cái đống áo con áo lẻ đâu. Đưa lẻ đi. Này có mấy cái hàng áo 370, chị nào shop hôm trước nè. Còn một cái này 370 ngàn. Sáng ta để vô coi. Ăn phải 2,29. 2.8 size 2X 65 kg. Dạ, cô Thanh Hương chịu nhận rồi 65 kg. Trời ơi, em biết luôn nha, mấy chị nhìn mấy áo này rồi là biết hàng này. Đẹp lắm. Hàng 2.8. Có một sao một cái. Size 2X 65 kg. Rồi xanh 280 kg. Xanh 280 kg. Ok không gian. Chị gái 280. Nè áo. Có đầm lên nền tiêu. Dạ có mà, nhưng em chỉ có bán theo đột thôi. Em cũng không có ra nhiều. Dạ thì đó, chị cứ chuyển khoản thì đơn nào em cũng sẽ chốt cho mình nha. Dạ. Ok chị quần nâu. Quần nâu Nguyệt Nguyễn. Rồi em lấy quần nâu cho chị Nguyệt Nguyễn đi. Quần nâu 1.5 chị. Hồng 2.3. Xanh 2.8. Xanh 2.8. Này nhá, quần này nhá. Ok đúng không? Quần của 1.5 á. Rồi hồng 2.3. Đúng không có rồi chị. Hả? Đúng không có rồi. Ok đúng không có hàng rồi nha. Rồi hồng 2.3. Cô ven. Rồi quần này kêu bỏ qua cái này.
Sân 280 Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ok chị gái. Rồi. Hồng 70 kg. Em đưa đầm nha. Chút bán đầm. Ê, mùa này nóng nóng mặc đầm lụa đi các chị. À, một đưa hết tóc đầm với tóc mai cho em đi. Rồi chút có quần sọt đồ nữa, quần nhiều lắm. Chút chút coi lai em lên cho mặt nó thiếu mẫu. Hồng 230 quần này 195 các chị mặc thoải mái này. Lùa Pháp mai nhận rồi là biết này. Cái này Diều có nói rồi đó, Diều bán hàng cho kho cho xưởng á. Bán để lấy lại vốn cho xưởng nè. Nó xanh nhiều hết rồi, còn áo hồng. Rồi mẫu này size L 270 270 nha. Rồi áo trắng 285. Áo trắng 285 70 kg. Cái con này to to các chị chú ý nha. Hồng đẹp mấy chị không lấy hả? Rồi 285 trắng. Ok trang tin. Quần ren đen. Ok Trương Thủy. Áo 280. Áo 270 cho Như Quỳnh. Cái áo này hàng đẹp không á. Dù xót xót thứ cái vô lấy lại. Rồi. Ren thì các chị lớp lớn ký này, mặt đẹp cũng nhìn nhau với mình. Áo 285. Giờ thử cái quần này trước đi, quần xô trước đi. Rồi mình đi theo mã đầm. Chúc em sale cho các chị like mình tân hàng chính phẩm luôn. Cái quần mà thiêu hoa mặt trời á, còn xe nhỏ. Chúc em sale luôn cho nha. Chị nào chờ được mình chờ em nha. Em sale lên cho mấy mã đó. Nhưng hôm qua đặt đồ không biết đâu. 230. Kiều, Linh Kiều ơi, chắc mấy bạn chưa làm đơn á, xin lỗi chị nha. Cái gì ạ? Trong hôm nay các bạn sẽ chụp hình gửi cho chị ạ. À? Em chụp cho Linh Kiều quần trắng ấn tượng không em? Dạ có chị ơi, đi nãy quên. Trắng ấn tượng em có mã rồi nè. Cô ơi chị thì hình nghĩa, cái đó không có size đến 70 kg được không? Cái đó không từ từ. Đây, con cá nha, con cá này xuất hiện thêm lại một cái đen nữa. Cá này em còn đen nữa. Đánh tay, như trong bên góc này là còn có cái đen. Quần này là 380 ngàn. Hàng cao cấp luôn á. Xinh xò. Cái quần này rất dễ ơi. Nói chung mà đã theo mấy dạng mà xô rồi lên là mấy cái này nè. Thì khi mà quần á, kiếm mấy quần này cái chị phối lên đẹp thì luôn. Trời đất, may là tôi xài bình nước inox đó bà, không thôi không biết làm sao nữa. À, 280, à quên 380 nha. Cái này các chị làm này, cái đem mặc rồi là một bộ đẹp cực kỳ luôn nha. Cái này chỉ cần là dán đầy đầy nè. À, ok lắm, nhìn sang lắm, keo keo chút xíu nữa. Em có 52 và mét 56, thì khi mặc lên cái bộ đồ nó chưa đẹp được, chưa xuất sắc bằng những cái chị, nhiều khách nha. À, làm về một bộ, đơn giản. Quần cá em còn một cái đen, còn một cái đen. Để thử đầm cái đã, rồi bánh đầm nha. Áo thưa có hai bánh khác không? Dạ không, chỉ có vậy thôi. Cái mấy cái đó còn có một cái à? Em hết hàng rồi, mấy đó em bán hết rồi. Rồi mã này cũng vậy, thiêu Duy dùng cho em làm cũng 380 ngàn. Nhưng mà thiêu ít, cái này thiêu ít. Giống như tơ vậy đó. Hàng hai lớp, hàng hai lớp. Trời ơi, mặc lên mấy cái quần này em nói thiệt mấy chị ơi. Mê lắm, nó mát rồi à.
chị. Dạ chị Khánh Thi không có, chị ghế à. Ai? À các chị. Hai lớp vậy đó. Đó quần em có như vậy đó nha. Bây giờ mình lên đầm trước đi. Em thử đầm cho các chị cái đã. Mặc lấy chị dài cao chút xíu cho nó đẹp đẹp đẹp. Quên nó chồng quần đó chưa thử nữa. Ai à, cái đầm này cái size ở đâu ta? Nhớ không? Trắng cá cho chị Trang Kinh. Quần này thì ai cũng men. Quần cá đen còn không? Có. Cá đen cho chị Ngọc Tiền luôn. Cá trắng cho chị Trang Kinh luôn. Hôm nay chị mặc ai cũng mê. Đó, lúc mà chị không nhận đâu, khi mặc lên nhìn nó tính nó đẹp gì đâu luôn, nó lạ. Không có phải mà nhìn nó lạ, nó đẹp, không phải đi đâu cũng sợ đụng nào, không có đâu. Cái này là em hàng em về em bán là vừa xỉ vừa lẻ, em bán tại shop đang bán 500 mấy hàng bình thường nha. Trên line bán 300 mấy nữa, chị mua mình dễ mặc, mình dễ mua đó. Hàng này không có đụng nhiều đâu. Chị để ý coi like là biết. Với là mấy hàng này ít ai like, thứ nhất, thứ hai cũng ít ai bán. Giá nó cao. Ok, cá trắng cho chị Trang Trinh. Rồi. Có rồi. Cô có rồi hả? Trang Trinh có rồi. Rồi con. Có hàng. Quần trắng trơn hả? Đâu? Các chị ấy đang mua quần cá. Quần mẫu thiêu cá thiêu này cá, nè. Cá chị. Còn trơn thì đây nè. Chị lấy trơn này có thiêu nhà nhà chết trơn. Trên này cũng 380 như nhau hết. 50-70kg không có sai. Cũng có trắng cho Tú Phương. Cá này em còn có cái cuối cùng nè. Cái cá cuối cùng sao nữa. Hết luôn rồi, đúng rồi. Rồi mã cá này ai lấy cho hết luôn đi hết chị. 380 nha các chị. Mã cá ai lấy cho hết hàng luôn. Rồi cá còn cá cuối cùng là kết thúc luôn á. Kết thúc quần cá. Đầm em sẽ bán đồng giá 220 lùa pháp nha. Hàng lùa đẹp luôn. Cái này là em thu hồi cho xưởng này. Nếu như may ra số lượng mà lấy giờ thu hồi lại tiền vải thôi đó. Lấy cho chị quần trắng cá số điện thoại. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị có đồng ý với lại chuyển khoản không? Một quần không thiêu Trương Anh. Ok, cá đen lên hết rồi. Chị Hoa Nguyễn, nếu mà đồng ý thì em sẵn không phải cái này đâu. Thiêu, không thiêu, đây. Đây để dùng kiểm tra. Đây cho anh Đào. Rồi đúng rồi. Cho anh Đào là cái này nha. Một chút xíu cái này thôi. Cá đen vừa hết rồi. Còn cá trắng một cái duy nhất. Cá trắng 10GB kèm đồng y cọc vào trong đơn. Cái hả em đang cầm đó là nó có một kem. Chị Hoa Nguyễn ơi, này em có nhắn cho chị là mình sẽ là cọc nha các chị nhá. Khách hàng nào bên nhà em cũng sẽ cọc đơn đầu tiên hết ạ. Có cam nữa, có cam có da, chị nào bổ sung thêm đi, bổ sung cũng 380 ngàn, tơ đẹp lắm. Cá trắng còn một cái nha các chị. Có áo nào đẹp với mặt quần nó nhiều, cái này là mặc vô tư luôn hết chứ, đâu thiếu đồ mặc đâu, mấy cái này dễ mặc mà chị các chị. Quần 380 ngàn chị ơi, cá trắng còn một cái cuối cùng nha, ai bấm trước thì em soạn, em giữ hàng luôn cho mình làm như hết luôn đó. Các chị ơi, hai lớp của nó nè, 300 mấy ngàn, bây giờ rẻ bèo có gì đâu. Không có gì gọi là cao nữa mà nhưng cái nhìn lên là đã thấy nó sang rồi. Đã thấy nó sang, nó xịn sò lắm rồi. Chị phối gì chả được, dễ phối thêm màu nè. Còn mã trơn trơn mà thiêu nhẹ nhẹ. Cái này biết sai luôn đó chị nhá. Được chị ơi, 50kg okay trở lên, 50kg dắt đầy đầy á. Đến 70kg. Rồi, đó cá em còn vậy đó. Chị nào thích thì bấm nha, soạn thôi. Bây giờ đen 380 là chị chỉ có qua là thiêu nhiều thôi. Này, cái mã thiêu nhiều này nè, Nguyễn Tuyết là em có 380, em có trắng với đen luôn. Có trắng với đen luôn. Thiêu nhiều nha. Đúng chất lượng luôn á. Ôi mà lại lên cái quần này các chị kiếm áo đẹp phối vào, nó đi tiệc đi đâu cũng vậy, nhìn thấy sang mà mặt nó mát lắm, là xuất sắc có luôn rồi á, thiêu nha các chị, má thiêu nhiều đó.
thì hai lớp hết, tất cả hai lớp mặc nhẹ nhàng lắm, cực kỳ nhẹ nhàng, không có nhanh không có gì hết á, này dễ đi đâu cũng mang theo, rồi du lịch trường cũng đẹp nữa. Này các chị ơi, có mấy cái áo mà hàng mà giống như cổ tàu đồ, các chị phối lên trời ơi nó ra bộ đồ đẹp cực kỳ, đáng thiêu nhiều. Ok Văn Trịnh phía đó luôn. Ok Nguyễn Tiết, ok Nguyễn Chi 380 nè. Em thiêu nhiều nha, các chị cứ lấy đi em soạn cho. 380 thiêu ít cũng 380 mà thiêu nhiều cũng 380 mà không thiêu cũng 380 ba chài rồi. Giờ mình đi đầm ha, đầm để em giới thiệu cho các chị này. Em chị sẽ đọc cái bảng size của nhớ đâu nên size 90 đó nè, em bắt đầu đọc size nha, đọc size gửi cho các chị rồi bắt đầu thì không đâu, nhà em bán có đông khách đâu, nhà em bán bán thì mù mà sao chốt không được, tại chắc các chị ghi không rõ nên em không có đọc đó. Thường á khách là phải ghi này, má là 6 giờ này em đồng ý chuyển khoản chứ không thôi là không bao giờ, không có chữ chuyển khoản không bao giờ em đọc, tại vì em hướng dẫn như vậy rồi mà lỡ mất công ra chụp hình các chị chuyển kháng nghi rồi mất công lắm. Đồ của em đang mặc ở đây là em bán sale, thu hồi vốn, thu hồi vải thôi chứ không có tiền công. Ngày nay mặc quần tím đẹp lắm em. Còn quần tím là hàng tơ phải không? Các chị ở đây, đây nhận được cái sản phẩm nha. Em các chị nhớ cho ngày nay là lai hàng tơ này phải không? Em nghĩ chắc là cái lai hàng tơ này chị nhiều chị đã mặc rồi này. Nó nhẹ mà nó sướng gì đâu luôn á. Rồi còn hồng ngắn ngắn, chị nào nhỏ, chị nào thích mặc ngắn ngắn nè. Các chị ơi, hai cái tà của nó là nhìn đã thấy ghê, thấy rộng mà thấy cái vải nó là đã muốn hết tiền vải rồi. Chưa kể nó lại luôn hai lớp, các chị nhìn bảo đảm hàng chất lượng nha. Những cái mã này các chị mua rơi vào giá 4-500 vẫn bình thường, em bán 260. Dài 85, giờ còn dài 85 thôi, 260. Rồi. Cái phần này này nếu mà 70 kg thì dán gọn thì mặc vẫn ok, còn dán không gọn mình phải xà chút xíu nha, nhưng là 40 kg vẫn mặc được, tại cái lưng chung thì các chị biết rồi bao nhiêu ký thì nó giảm đến bao nhiêu ký thôi, to chặt bá luôn cái lại. Nhưng quần này là giống như quần váy á, cực kỳ đẹp, diện cùng với những cái áo mà lên nền này các chị mặc áo thun lên cũng được, được may anh đảm bảo đẹp luôn nha. Em đảm bảo luôn á, cái này là cái chiều dài nó vừa, cái này là dành cho giống như mấy chị nhắn mà càng nhỏ nó càng dễ thương, dễ mặc nữa chứ không phải là lớn kiếm mới mặc được đâu nha. Nó ngắn ngắn tà tà vậy này, các chị lên vô một cái áo mấy cái này á, một là mặc nếu mà phong rộng á, phong lên nền hoặc là cốt tốt á, ngắn 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 lên nữa chừng, còn không lên áo thun cũng đẹp lắm. Quần hồng ok Kim Thiên Trình, ok chị Mai Anh kiều tiết hết rồi. Bữa trước là em bán còn này cái chị trên năm ngày đầu tiên em like là gần 200 cái, là trăm mấy cái chứ bán không còn luôn, rất tập nhiều lắm. Rồi đợt sau về cái ngắn hơn, nó có 95 với 85 dài, cái đồ dài khác nhau. Chị thích của thiêu quần váy hồng hết luôn Nguyễn Nhi ơi. Giờ đi tôi coi còn mấy cái này là giống như hàng sóc lại không à. Đầm bắt đầu, mình sẽ bắt đầu lên đầm nha chị. Thôi là 15 phút like đầm đi, chúc em qua hàng áo thiêu cho các chị. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lên like các mã đầm. Em sẽ nhắn tin trên cái dòng tin nhắn là các chị xem size ở phía trên. Em sẽ nhắn liên tục để các chị xem size luôn nha. Đầu tiên em sẽ đọc size các chị nghe kỹ tư vấn nha. Size 3 từ 55 đến 65 kg. Size 5 từ 66 đến 72 kg. Size số 7 từ 73 đến 78. Size số 10 79 đến 82 kg. Size số 12 83 đến 99. Đọc lại đi, đọc lại lần nữa cho các chị nghe cái size cho thật là chắc chắn. Rồi. Luôn. Đã gửi em đã gửi trên tin nhắn á, các chị xem trên tin nhắn em sẽ gửi liên tục cho để đâm cho các chị xem luôn. Nhiều hướng dẫn lại nha, về em có giá đi. Rồi. Em sẽ có rất là nhiều size, mình sẽ rơi vào cái size nào thì mình chốt dùng em. Tại cái này em bán là giống như bán gọi như là thu hồi vốn dùng cho kho, là vốn là chỉ có lấy tiền vải thôi, chưa có tiền công gì đâu, nên cái giá là để sát luôn, là chỉ có 220.000 một cái đầm này. Thì các chị hình dung đi, vải của nó là tiền vải là còn chưa đủ nữa. Nếu chị nào mà đi may hàng, mấy hàng này người ta đang bán 400 mấy ngàn vẫn vượt mà. Lùa pháp rất đẹp nha, mát cực kỳ. Size
53, 55 đến 65 kg, size số 5, 66 đến 72, size số 7, 73 đến 78, size số 10, 79 đến 82, size số 12 là 83 đến 90 kg. Đúng rồi, đầm sơ mi các chị, như chị Lê Vân chị sẽ rơi vào là size số 3. Chị ơi bây giờ nha, trước tiên là mình phải biết là mình mặc size gì trước này, xong rồi bắt đầu mình chọn màu. Mình đừng có ghi em mặc, đừng có ghi cái mã em mặc gì hết. Cái này em sẽ hướng dẫn các chị mua sao mà mình đúng màu đúng size, mình ghi cho nó chuẩn luôn một dòng, và đừng có ghi nhiều dòng nha các chị. Cái phong như em đang mặc là size nhỏ nhất là em bán đến 65 kg. Nói chung các chị ơi, ai đã nhận rồi thì đã biết là cái em đã có like một lần rồi, chứ không cũng phải là mới gì. Nhưng mà vì cái số lượng nhiều, em muốn giúp kho lấy lại vốn á, một ít tiền vải, nên em sẽ gắn là giống như duy trì cái thêm vài đợt like này nữa. Thì các chị ủng hộ cho mình cho shop với nha. Giá đảm bảo 220 nó là quá rẻ luôn rồi. Phong sơ mi cũng rất là dễ thương. Cái này á, các chị lớn ký mặc cũng được, nhỏ ký mặc cũng được. Còn thích nữa thì gầy thêm cái dây nịch ở giữa, mà các chị biết rồi, cái sơ mi thì là mặc lên nó sang hơn là cổ tròn, sang hơn đồ rất là nhiều. Dáng dáng cổ trụ cái sơ mi này mặc sang nhìn nó gần như là nó suông, nó đẹp hơn. Còn cái cổ tròn thì các chị biết rồi, nó nhìn nó quá đơn giản, suông hoàn toàn vậy, không có xuất sắc bằng cổ này nha, chắc chắn là không xuất sắc bằng. Giá mà trong lúc đó cô chồng hồi trước em cũng bán cho chị là biết rồi, hay phải 270 là cũng là đã rẻ rồi, chứ đùm làm gì có 2 ngàn như thế này phải không. Giữa này 70 đến 75 kg là đúng rồi, chị ra vào size số 7. Chị ba la để vừa coi nha. Không có màu em mặc các chị ơi. Rồi giờ em sẽ hướng dẫn. Trước tiên là mình đã phân biệt được cái size, mình mặc size gì rồi phải không? Em thấp giá liên tục đi. Các chị đọc cái bình luận đi. Em thì sẽ nhắn cái size liên tục cho các chị. Rồi màu bây giờ là em sẽ hướng dẫn cái màu. Màu này em gọi là màu xanh vuông. Xanh vuông nha các chị ơi. Chữ vuông nha, xanh có vuông nha. Màu tiếp theo là xanh tròn. Lý do là đây các chị, hai màu nó ná nhau, nên em sẽ phân biệt là cái hình của cái hòa tiết của cái đậm á, ở xanh vuông xanh tròn. Đen, riêng đen bắt số 5 trở lên, số 2 em hết hàng rồi, à số 3 hết hàng rồi, xe lớn rồi, đen chỉ còn số 5 trở lên. Đen màu nào cũng đẹp. Đỏ các chị, trời ơi mấy cái này em nó đi tiệc thôi mặc bao sang luôn. Hồng các chị ơi, hồng đỏ hồng nha các chị chú ý nha, đỏ là đậm hơn này, hồng này. Vàng màu nào cũng đẹp. Ở đây á, phong thủy chị nào hộp màu nào lấy thôi. Còn mà hộp hết nữa quách luôn cho em đủ 6 màu luôn. Rồi đen. Rồi. Đó, rồi các chị màu kèm size đầm ba xanh vuông cho chị Thủy Chi Lê. Đó. Mình ghi như vậy thấy em đầm ba xanh vuông cho chị Lê Vân. 22.000 một đầm. Ôi cái này mấy chị ơi, em đang mặc cái size mà của 55 kg đến 65 kg này, chân vuông đen đỏ size 5 cho chị Tân Tuổi. Các chị ơi, một cái thôi cũng thử một cái đi, nó không bao nhiêu tiền nhưng mình chưa thử mình chưa chắc được là không đẹp. Thử một cái thôi coi sao, cái này giá quá rẻ không cần suy nghĩ nhiều. Đầm ba chân vuông cho chị Tuyết Lê, khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc. Chị Tuyết Lê mình cứ ghi bình thường nha, khỏi cần ghi cọc là được nha chị. Tuyết Lê không có nhà em không cần cọc nữa đâu chị, em nhớ chị rồi đó. Nói chung là bây giờ chị đã trở thành khách quen rồi nên không cần cọc nữa ha. Đầm 1 xanh vuông xe 5 cho chị Phúc Lộc. Nhưng không có kiểm tra hàng nữa nha. Các chị đặt size nào em sẽ chụp hình cho các chị đúng size đó. Yên tâm, nhà em không có gửi lung tung đâu. Đầm 3 xanh vuông cho chị Như Quỳnh. Đầm 3 xanh vuông cho chị Kim Trần Thị Thiên. À xanh vuông em đang mặc này. Các chị, mình có bản size em cắt liên tục lên gửi lên luôn nha. Rồi. Vừa sẽ thử 5 màu luôn. Để 2, 4, 6 màu luôn để cho các chị. Đầm 5 xanh tròn cho chị Thanh Thúy. À, bây giờ là đến đầm 3 xanh vuông cho chị Lê Nguyên. Đầm đồng giá 220.000. Các chị nghe tư vấn kỹ mình chốt nè. Trên tin nhắn em đã gửi cái bảng size cho các chị để mình có thể lựa chọn nha. Dạ chị Lê Vân là đã có rồi chị nhá. Chị là có màu xanh vuông rồi chị. Trời ơi nó mắc rồi. Xanh vuông size 3 cho chị này là lùa pháp thì mình hoa chân ạ. Không đẹp lắm. Đỏ này. Rồi từng màu một đi các chị. Mặc đi chơi. Size 3 vàng cho chị Tuyên Nguyễn. Nói chưa rẻ qua mặc ở nhà luôn cũng được, nó mất rồi mà. Lỡ cái chị đầm 3 xanh vuông cho chị Nguyễn Thu. 220.000 giá rất là tốt các chị. Nút chưa gãy hết nha, hàng này không có sợ lộ mà nuôi. Mặc đẹp lắm, giờ mua thêm 3 cái nữa, cảm ơn chị Tân Tuyên Nguyễn. Đầm đen cho chị Nguyễn Tuyên. Mặc đẹp mua thêm 3 cái nữa. Không phải là chị Nguyễn Tuyên ơi, chị ghi size giúp em chị Nguyễn Tuyên ơi. Ghi size kèm cái mã các chị ơi.
đầm 5 sân vuông cho chị Phúc Lộc. Rồi, vàng. Đỏ sân vuông size 7 cho chị Kinh Phương. Trời ơi, mặc lên nó mắc người luôn đó chị. Đầm 3 sân vuông cho chị Văn Phục Kiều. Quá đẹp luôn á. Mệt nè, suy nghĩ không biết tại không. Em sẽ đọc lại các cái mã để các chị chọn nha. Có sân vuông, sân tròn, vàng, đen, đỏ. Không phải đấy, không em chỉ cần bà đọc cái size cho khách đi, cái size gì là được rồi. Rồi vàng nhá, rất đẹp, các chị yên tâm lấy đi. Chị Nguyệt Tuyên cho shop cái số cân nặng chị nhá, size 3 vàng cho chị Thị Thuy Lê. Rồi đầm sen vuông số 3 cho chị Ngọc Huyền. Rồi má tròn, sen tròn, đâu rồi đâu rồi. Đầm size 3 đỏ cho chị Kim Trần Thị Thiên. Rồi sen tròn, trời ơi được mặc lên nó mắc lạnh luôn á các chị, đã lắm. Đầm lùa pháp các chị xem trên tin nhắn là đã có size nhá. Mình mình cứ ghi size vào các chị. Này, rất là đẹp. Mã kèm size các chị nhá. Hai em chào chị Duyên Đoàn. Dễ thương mà. Đầm nhưng phải áo nhá chị Phượng Trần nhá. Số 2 số 3. Đen là vừa mặc qua số 5 luôn á, tại vì đen hay còn hết size số 3 rồi. Chốt cho chị Phượng Trần nhá. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn các chị ơi. Đầm đồng giá 220.000 nha. Rồi, trời ơi, rộng hơn size đâu sao đâu. Cũng đẹp nè. Cái này nó dễ mặc. Thôi, dù mặc của 70 mấy ký, dù phải mặc bình thường nè. Dù có 52 ký thôi. Dù đang mặc qua có 66 đến 72 luôn đó. Xin tròn size 3 cho chị Thị Hiền Nguyệt. Giờ các chị mà là giả sử mà thích đen thôi lấy. Ok, đầm vàng cho chị Phượng Trần. Sang gì đâu. Cái này tưởng chị nào sang sang mà đó lên giày cao gót rồi đi thấp cũng được. Cái này ra dáng liền. Ok, Phúc Lộc 195, 1 nâu, 1 cam chị. Đen là chỉ có xe 5 cho lên thôi. Ok, em đọc tiếp cho chị nha. Đen xe 5 cho chị Nguyễn Thu. Đầm 3 sen vuông cho chị Bé Sen. Chắc chắn mới ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn nha các chị nha. Sang lắm. Này, chị Nguyễn Tuyên cho shop số cân nặng chị nhé. Nãy chụp đầm đen mà chưa có cân nặng chị ơi. Mình ghi rõ size cân nặng giúp em có chụp trên cái tin nhắn thì các chị xem đây ạ. Nguyễn Tuyên lấy tiền Nguyễn. À chưa, khách mới. Khách mới đồng ý chuyển khoản em mới nhận đơn nha. Đầm lùa sao lắm, là nãy là em lấy màu gì? Sao em lấy size 5 luôn Nguyễn Tuyền nha. Bây giờ chị ghi từ ghi luôn dùm em này. Em chỉ có size 5 nhỏ nhất thôi. Chị có chịu không? Chị chịu thì chị ghi đen kèm size 5. Chứ đừng có ghi chung chung vậy. Ghi chung chung vậy về mất công lửa rộng hơn. Chị không chịu rồi chị nói em gửi hàng size. Trên kia em có ghi bằng size các chị. Mình nghe, mình xem cái size giúp em nhé. Chị vừa xài lên tất cả các cái mẫu đầm để mình xem ạ. Rồi hồng. Hồng đẹp. Tôi tính chốt với mấy chị. Rẻ bèo à. Rồi thử hết rồi không? Không ai gì chưa thử nữa. Rồi chị Nguyễn Tuyền từ cái size dùng nha. Vừa có hướng dẫn cái size của chị là size số 3. Mà riêng cái màu đen là không có size số 3, chỉ còn số 5. Chị chịu thì từ cái size vào. Tại vì em bán cái này em bán ký gửi thôi, em không có phải mà em muốn chịu trách nhiệm nhiều quá trong cái sản phẩm này vì mình cũng không có lợi bao nhiêu ở trong đó, bán là bán dùng thôi. Em bỏ công bỏ xuất ra để giống như bán dùng cho bên xưởng thôi. Chứ theo mấy cái này em cũng theo nhiều giống như để mà tư vấn đi sát sao quá thì các chị phải coi nghe tư vấn kỹ rồi chọn từ mình chọn nha. Chứ em không có bao đuổi đâu vậy đâu. Rồi đen. Em đưa lại màu. Đen. Xanh tròn, vàng, đỏ, xanh vuông. Rồi, em đang mặc hồng, mặc qua. Rồi, mình đi hàng khác nha. Chừng đó phút là đủ mã đậm rồi. Nguyễn Tiền chưa có hàng nha. Không, vẫn chưa trả lời, không có nhận nha, không biết. Rồi, vô đi hàng
chút nữa vô tặng cho này, lên mình tưng này, chị nào nhỏ nhỏ phía trước chút hút cái này cho em này. Còn cục lên chút cái này bây giờ qua mẫu rồi đầm hồng và vàng size 3 cho chị Thúy Ngọc Kim, sân vuông Trình Nguyệt Tuyên, sân vuông 65 size 3 size 3 mà cái lớn. Trời ơi đẹp dã man luôn mấy chị ơi. Này là xô. Quần đẹp quá. Đầm đen xe 5 cho chị Ngô Mai. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn hàng các chị ơi. Để shop chốt đơn ạ. Quá đẹp luôn nha bà con. Vải xô đẹp lắm. Có xài. Rồi L em đang mặc L50 L55 ừ, XL62 đi. 2X70kg 357. Mình đang là đưa vô nguy hiểm nè. Không cọc, không cọc cạc rồi giữ đơn một kình nè, xúc không chịu về xả nè. Chị chuyển khoản lại từ đầu luôn đi chị ơi. Kim Nguyễn là điện thoại nhiều lần không nghe máy đưa vô nguy hiểm luôn. Bên em chốt lại đâu đó chị ơi. Ủa giữ hàng một tuần á, cũng giữ thì mình phải cọc để em giữ hàng chứ. Các chị nói giữ hàng mà để không vậy rồi đỡ các chị không lấy thì sao. Rồi xong rồi có xả chơi chơi vậy của em hả. Đâu được. Đầm xanh vuông 70kg ok chị Bảy Huỳnh. Ừ ok mình bán, em bán em cũng cũng tư vấn chị em cũng nói rõ ràng rồi nè. Rồi bây giờ mình qua mẫu quần nha các chị nha. Đầm xanh vuông không nào đáng nha các chị. Quần trắng XL tôi chứ. Bắt đầu tôi chứ. Các chị chia sẻ đi, hôm nay em nói thiệt em làm bên hết luôn cái mã luôn đó. Quần này giá sỉ em là 155 ngàn. Lẻ 185 ngàn. Các chị chốt em tặng giá sỉ ngay trên like luôn cho các chị. Rồi LXL2X 155 trắng kim tiên. Chị bấm là giá 155 nha. Còn 185 là giá lẻ đó. Ok. Em đang mặc size L đó kim tiên nha. Các chị ơi cái xô này các chị coi gần nha. Hàng rất là đẹp, cái này hàng Trung nha. Này là về em về sỉ mà có sai cho các chị luôn này. Rồi 155 không tuyệt vời luôn á. Đó. Này vải xô thì quá ok luôn rồi. Dán là dán như như dán mấy ghi á. Đẹp. Đây để mình cái áo này thử cái coi. Này ít lỡ á. Ok. 2X cho chị Minh Hồng. Là 2X là 67kg nha các chị yêu. 2X cũng là 2X. Trắng 2X lan trình. Dạ có kim cương ơi. Em bán từng màu 1 kim tiên rồi. Rồi trái lắm. Cái này to quá mặt không vô rồi mấy bà ơi. Có nhiều lắm chị. 155 làm luôn. Trắng XL Thư Hương. Tấm giá quần này có là ngô xanh 2X. Có sai, 150 ngàn, quá rẻ luôn á. 155. Rồi, để riêng nha. Để đó chút bắt đầu vô đọc sai thì dưới đó cười. Bây giờ
cho thoải mái đi, 53 đi cũng được. Để Hà số vài ký đi cho mấy cái này, tại vì xe nhỏ giờ hiện tại hết rồi. Ít còn ít quá nên em Hà để rộng rộng chút cho mình mà. Cái này em cũng có thử đến size 2 rồi, rất là ok luôn nha. Áo đầm giá làm luôn, giảm giá luôn, 200. 200. À, size của anh M 53. Size của L 57 ghi vào nha. Size XL 61. Size 2X 65. Size 3X 70. Size 4X 75. Nguyễn Liên. Size 1X quần 155. Bích Liễu quần size 2. Áo 200 sâu luôn đó thiệt. Rồi em đi giả này. Đẹp quá, đẹp lắm. Rồi áo lên luôn đi các chị yêu. Chị mờ được không? Bích Liễu. Giờ Bích Liễu nhung ký dạ. Áo L anh Nguyễn. Một áo này chị nói nhiêu? 200. Áo 200. Bích Liễu. À, chị Anh Nguyễn là size của L này. Chị Ngọc Huyền lên M L này. Quần trắng 55kg rồi. Chị Nguyễn nè. Chị lấy size L này. Chị Lê Nguyễn này, L này. Áo size 3 như ý này. Chị Liễu lấy size L đi. Liễu lên L đi. Đang cần size 3. Linh Bảo size 3. Anh Nguyễn size 3. Thi Nguyễn, Nguyễn size XL. Ngọc Hình Võ chị cách mới là sao vậy chị? Lưu Ngọc Thì Liễu size gì? Size L luôn. L hết phần phường xỉu ơi. Bích Liễu lên size 3 luôn. À size 4. Bích Liễu size 4. Em Bích Liễu nào bấm ghi lên cô size 4 kìa. Trời ơi đó các chị. Bộ đồ anh ấy lên rất đẹp nha. Ok Italy. Size 3. Size 4 Lê Pin. Chị Lê Hương ơi em nhìn đơn có ra chị truyền khoản không? Chị Ngọc Trầm Trình. Ok Linh Võ. Hết rồi. Chị Ngọc Hình Võ khách quen. Cô khách mới đi vậy? Lời nữa. Rồi hết rồi, ok. Hết L rồi. Chuyển qua SL đi các chị. Đó, có màu khác nữa. Kêu thử vào chút liền đi. Quần này còn vải xô hàng đẹp đó. Mấy chị đừng có lo. Cái chất vải này là em nói em đang đi tìm cái hàng này. Tại vì mình để em may á. Mà không có hàng đâu, không có vải đâu. Vải này chị đi chung mới có thôi. Cái sơ vải nó dày đẹp lắm. Để chút em đưa cái màu nào đậm á. Phần xỉu anh mờ thôi. Cũng được mà nhưng hết luôn rồi phần xỉu à. Lan Nguyễn vừa. Cái này 2.8. Giờ chị lấy đi vừa tặng luôn cho 250 này. Lai ngành tân hàng chiếc phẩm luôn. À, Lan Nguyễn nhất thích thì lấy vừa size XL. Vừa bán đến 68kg á. Chị yêu. Đây là tân hàng chiếc phẩm nha. Là còn cái. Nếu mà chị mặc luôn là mặc thêm cái quần luôn đi. Làm một bộ quần này à. Còn bữa đang bán 340 phải không? 340 rồi, nhiều tặng luôn, 300. Cái này để Lan Nguyễn nếu mà mặc được một bộ thì lấy một bộ đi. Đảm bảo mặc không sờ đụng hàng luôn. Tại vì cái hàng này vừa ra hàng mà. Ok, lấy cho chị Lan Nguyễn nha. Rồi, em áo này em ký 250 dùng đi. Lan Nguyễn lấy quần luôn không? Tặng luôn 300 này. Có, xe tối có nhiều đất rồi hả? Còn nhiêu chiếc này xe nhỏ. Là mình về mình làm một bộ luôn. Lai đằng tưng hàng chiếc phẩm nha bà con. Hàng chiếc phẩm nó biết nó xịn rồi đó. Em đi xa quá. Quần là em làm thiêu trước sau luôn. Hãy tính làm cái đó là một bộ đó. Là một bộ cho đẹp. Rồi không thấy là mình trả lời vừa chốt cho chị Thư Hương nha. Chị có quần rồi. Ok chị yêu rồi. Vừa đưa cho chị Thư Hương. Cái này đẹp lắm đó chị ơi. Nghĩa thật lai mình tung hàng chiếc phẩm. Trời ơi. Chúc em Linh mấy cái này em tặng cho. Quần trắng size L cho Linh Võ này. Quần trắng tiêu. Đợi xíu nha. Đợi vừa bán cái này xong đi đã. Kiếp tin nhớ M luôn hả. Trời ơi sao hay dữ vậy bà. Đây quần M này. Để tôi bán một lần tôi đưa lên quá trời ngủ nó lộn xộn. Chẳng M hết bà con thôi, chỉ có M thôi. M 55, 56kg đi. Tại vì quần thì nó to hơn áo, em làm to hơn áo. Mong em làm được, mong cả
vừa lắm, không có nhỏ đâu, 5-6 kg các chị ok hết nha. Con này á các chị yêu ơi, em chốt cho mình từ 40, cái này bà giá mà 46-45 kg mà còn nhỏ nhỏ cũng mặc được. Kim tiên 300 nha các chị, rồi con trắng này 300 size nhỏ nha, 300. Hồng Thắm là lấy quần nào? Quần 155 cô lại ngô là nãy có chưa ta? Cô lại ngô phát rồi. Hồng Thắm quần trắng size L là lấy quần 155 này phải không? Chị gái, chị yêu, chị lấy quần kiểu đang mặc đúng không? Rồi 300, ai lấy ghi nha. 300 ai lấy ghi. Nhỏ này. Đó, có mấy cái vô tặng hết luôn. Lai hành tưng hành chim phẩm đó. Quần chị sai. Ủa Thư Hương là mặc size M hả? Vậy đưa XL trả lại đi. Trời ơi sao nãy em đưa quần đến 65 kg mà chị không tham ok là quần 155. Là mấy bao nhiêu ký à? L. Rồi ok. Ok nha chị, không tham không? Em đô cất rồi, em đô cất rồi. Rồi rồi Thư Hương size M nha. Trời ơi nãy em bỏ chị XL rồi nữa. Đâu nhớ sai đâu. Rồi có cái quần của chị nào 67 kg. Quần 300 á, quần mà lên đình tưng á. Quần chiều mặt đây rất đẹp, các chị lấy đi. Chút chiều lên, tràn trắng size L. Ok, chị Tú Phương. L là 55 kg, chị Tú Phương nha. Rồi size L, size to. Không đột 155. Chưa có như vậy. Chưa hả? Chưa có nhá. Không đổi nhiêu ký vậy ta? Áo đang mặc 200 à? Toàn đặt size L á. Không đổi L phải không? Size L chị. Ok, rồi. Chán quần có M nữa, má ơi. Nguyết. Không có quyền quá đó. Có lên lời trong người chị luôn. Quần vô mặt xung quanh. Chị không đồ có quần nhá. Ok C2 nè. Rồi chị nào nhỏ ký. Dưới 50 kg thoải mái nữa nè. Có size M nè. Trời ơi 155 có size nhỏ luôn nha. XL ok không đổ. À, để lên từng mã một đi. Quần này sót rồi mấy chị ơi. Cái này là của 55 kg là của chị à. Chị Tú Phương nè. Là cái dù đang ướp này nè. Quần trắng là chị ấy. XL đúng rồi. Này giờ đang mặc size L này. Mới bỏ ra thôi. Ok chị Túc Phương mặc được. Không được. Nó đang mặc con size gì chị? Con M à? Con M dưới 4, dưới 2. Áo đang mặc con màu đó. Size M em còn nhớ các chị ơi. Không. Size M còn... Phần xỉu ơi. Phần xỉu. Có lấy không? Trời ơi em sót size M, chết cho mấy chị ơi em mắc đồ thế này. Em đồng ý cọc vào trong đơn hàng nha các chị. Để sớt chung đơn hàng. Lô này. Hả? Rồi vô mặt L đi. Tại mong vô có. Vô phải mặt L cho nó chỉnh cái phong. Rồi vô mặt Rêu nha. 155 tiếp tục luôn. Xương ốc 58 kg. Ok chị Kiều Thương. Rồi áo 200.
dưới đó, cái áo dưới đó. Rồi, Rio vừa đang mặc nè. Có MLXL 2X, 2X67 kia. Các chị biết rồi, mong vừa là có. Vừa đang bán 55 là các chị còn mặc thoải mái mà. Nên cái thường mặc quần mà vừa thử thì vừa thấy ngang 57-58 kia. Nhưng vừa phải trừ hao cho các chị. Để chị nào có mong rồi không. Rồi, áo ngoài áo xanh này ra mình còn màu vàng. Em à, bỏ cục màu vàng này xuống bán luôn này. Rồi, để giờ vừa bán màu vàng nha. Áo xanh này chị nào còn chút nữa không còn sai nha. Rồi em đọc cái mặt, đưa cho chị cái áo màu vàng đi em. Rồi. Hai quần. Còn size nào nhỏ nhất cũng được, kệ đi. Em lên nãy giờ rồi chị Hương ơi. Cái vàng này giờ cũng đủ size đâu. Thắng kìa. Có cái M đến nó 4X luôn. Rồi vàng M đến 4X các chị. Cứ còn mấy cái là cái này hết rồi. Rồi giảm luôn 200. Chút vô có một cái mã xô áo cũng đẹp lắm. Rồi tặng cho các chị. Rồi vàng. Áo vàng 58 cái size XL cho chị Chúc em đồng. Rồi, cho nên cái quần lên là chị ghi đồng ý cọc để shop từ hàng cho mình trước. Khách hàng mới thì mình đồng ý cọc, mình chuyển khoản mình, 100 cho các chị nhé. Mình mua xong rồi cuối lại mới cọc. Mua xong đi đã rồi cuối lại cọc. Quan trọng chị cứ đồng ý trước hay ha. Chị đồng ý rồi có gì em từ hàng trước rồi cuối lại sẽ có thông tin chụp hình gửi cho chị. Xác nhận rồi chị cọc xác nhận cho vui vậy đó. Nhưng mà chị đồng ý trước đi rồi em soạn cho. Rồi thử quần 300 cho mấy chị coi coi phong nè. Quần Rio 155XL cho chị tuyết lên. Quần có sai không? Có. Cái này nó biết sao mặc nó hơi cứng cứng là do thiêu á. Đồng ý cọc. Ok chị Lê Hương, chị ghi mã kèm số điện thoại để em chụp lên cho chị nhé. Đấy chị đặt chung. Đấy chị đặt áo vàng đó XL vàng XL. Áo xanh, áo vàng đâu có thấy cái màu này đâu. Thì chị in ra rồi kìa. Đổi lại rồi cái này vàng, ok. Hồi đó chị. Quần 300 lai đàn tưng. Thằng luôn nha, Lê Phong này. Quá đẹp luôn này. Chị nào 70kg lấy cái áo này cho em. À, quần cho em. Quần sọc, đúng rồi, cái quần này to. Có 7-70kg luôn. 300. Các chị vô về phối nhà, phối với mấy áo em đang mặc này cũng đẹp này. Đây một bộ này. Rồi, bắt đầu tiếp nha. Ngày 304 em còn size nhỏ nên em mới giảm thôi mấy chị ơi. Trắng 155-57 chỉ còn chị. Quần trắng á. Size XL. Ok. Rồi, ok cho chị Tam Dương nha. Rồi xanh. Áo vàng 70kg cho 7 mình. Lấy size lớn luôn. Tích luôn size 4-5 thì cũng được. Tại vì cái mình mặc là không lớn không à. Size lớn thoải mái. Mấy áo này sơ mi thiệt. Em mặc size M nha.
có sao mà mặc quay lồ bên bình thường, dễ mặc lắm. Rồi xanh, xanh 300, nó size M, ML, L đến các chị ơi, L đến 60 ký thoải mái này, số 2 ký cũng được nè. Đây, L có 2 cái. Đến từng màu một đi để nó không bị... của L Abit Vân 300 rất là dễ mặc nha cả nhà thân yêu. Rồi xanh nha, còn sai ít ok chị Tâm Tâm Dương nãy là vàng có size 4 không, cho 7 hiện là size 4. Ok, vậy thì sao bố? Lên được, lên được. Cam, cam còn ML. Cam còn ML. Rồi 300. Ôi giảm, giảm lại là nhiều các chị ơi. Cam còn 300 này. Này còn lai nằm tung. Thằng chém khẩn luôn. Hello, các chị xong mấy ký này? 62 ký đổ lại được rồi. Da của em mờ ok kim tiền. Rồi bạn nhìn hay quá. Da nâu gì đây nè. Rồi em mờ có hai bộ hai quần luôn nè. Này ai đã mua rồi là biết hàng à, mặc đã lắm. Rồi da em mờ luôn. Cái này được cái vô cái quần hợp quá ha. Vô cái áo, áo với cái quần này. Rồi quần có size lớn không? Size lớn thì dù chỉ còn một cái trắng thôi nè. 60 à. Có không xương năm nay? Đây 70kg cái trắng này nè. Còn có một cái thôi. Còn cái trắng một cái. Ủa mai này tốn vải. Trắng có hai lớp luôn nha. Có một lớp ở trong. Lai mình tân ngàn chiến phẩm 300 ngàn một cái quần, bao rẻ cực kỳ luôn. Nè giảm giá rồi còn 300 á chị. Còn cam là có size 60kg, xong 2kg giá rộn. Cam với xanh trắng, có một cái size lớn, một cái size nhỏ. Da nâu đi, cái này nâu đi đúng không? Còn một cái size ML thôi. Cam ML. Ok quần trắng chị Hoàng. Này size XL này em bỏ bao rồi. Để dưới đó thì cũng được. Ga 58 không được. Lương Nhân ơi, Lương Nhân lấy xanh nọc cam được không? Xanh nọc cam. Áo em còn thì ơi, để em kiếm ha. Quần da 58 không vô. Rõ chặt. Em đang mặc là size nhỏ nhất này. 60kg thì mình mặc xanh với cam thôi. 60kg có xanh với cam thôi các chị nha. 300. Chị thiêu ở sau mua. Các chị nhìn là nói chung là hai mặt thiêu nó trước và sau luôn. Đúng rồi, hình là thiêu. Áo 200. Lai là tương hàng chính phẩm nha mấy chị yêu. Trời ơi em làm cho nói chung mấy hàng này em làm em bán mà còn lẽ sai cái bữa giờ em quên em lên lôi ra để phân phối giờ em tặng luôn. Bữa này nó hay bơm hàng lắm. Đánh nguyên nhiều chưa? Hai đó thì chị nào thích thì mình lấy thôi nha. Quần này là 340 ngàn một cái, đúng đúng giá rồi, em loan xỉ cho khách đó. Mà giờ bán 300. Áo vàng Tâm Dương có rồi, áo vàng Tâm Dương có rồi. Rồi giờ qua mẫu áo đây. Bây giờ này dưới đó có size gì? Cái gì? À, cái trắng đó, sau lưng á. À, sau lưng hả? Tưởng đâu hỏi cái này. Xanh có xanh nhỏ không nè. Trời ơi, vô mặt nè. Mấy chị yêu nè. Dèo là mông với đùi là biết rồi, các chị biết rồi. Đưa cho mượn cái đi. Màu là 1, 2, 3. Rồi cho anh mờ coi chị coi. Mờ đó. Mờ đó.
chị xanh Tú Trần. À, xanh. Ủa mà chị nhiêu ký nhỉ chị gái? Tú Trần chị nhiêu ký nhỉ? Xô này các chị đẹp lắm này. Anh Lam Phạm ơi, áo đó có sai áo đó. Anh bán đến 75kg luôn á. 57kg là mình mặc size L. L ok, xanh L. Các chị chuẩn bị nha. Em tặng ra cái mã áo này. Xanh mông dung thôi. Nói chung là mặc Klein and Tân này phải mặc cho thoải mái đi. 70kg mà mông vừa may khoảng trăm mấy lần mà nhưng không bán vậy đâu, bán nhỏ. Cái này vừa mặc là đúng size luôn nè. Đẹp quá trời luôn, để chút vô tặng cho. Chắc bỏ lên đây hết luôn đi, chị từ dục xuống. Và cái này em sẽ bán rất là rẻ luôn. Các chị chuẩn bị bấm giá 3.000 nha. 130 và các chị sẽ để lại cái size. Hàng này là hàng chung nha các chị ơi. Cho em còn, coi em có vậy nè. Một size em có một cục này. Rồi. Rẻ nên sẽ chắc bán sẽ ok. Anh M là các em mua cho nhiều người mà. À bé hả? Em tưởng chị mặc trời ơi. Chứ à, xin lỗi chị yêu nha. Giờ vừa xin em chỉ còn anh M thôi à. Ok có nha Kim Thương. Rồi vừa xíu chút vừa lấy cho anh. Xin lỗi chị Hoàng nha. Giờ tưởng chị tưởng chị mặc cái vừa đóng vừa. Còn còn cam thôi, giờ chỉ còn cam thôi. Sao em lời em còn cam. Thì như mong là 110 à. 110 á. Tổng 110 á. Đúng rồi. Cái này dùng may mà dù thì còn có một cam thôi. Dù còn một cam thôi. Kiều Thương áo sơ mi màu xanh còn 58kg không? À, lấy cho chị ấy. Nếu còn size 2 thôi Kiều Thương mặc rộng được không? Màu với size 2 được không sao đâu nè. Còn size 2 nha. Áo đang mặc màu gì không có màu thôi chị ơi. Không có màu đâu. Cái này là em bán tặng thôi nè. Tại vì cái nút tàu cũng đẹp cái chị. Để đứng gần gần đó chị. Này cái vải áo xô này nè. Là nó giống cái quần 155 các chị mua đó. Nó là cùng một vải hàng chung này. Cái vải này rất là thích. Em thích cái vải này lắm. Muốn tìm để may đồ bồ bán cho các chị á. May mà không có hàng. Đúng cái vải này là nó không có. Áo thiêu hoa hướng dương màu xanh 68kg không chị? Dạ không có chị ơi, bán hết luôn rồi. Giờ em hướng dẫn cái size nha. Mặc dù em 52,5kg nhưng size M này em chỉ bán 50kg thôi. Để trường hợp cái ngực của mình á, mình có chật. Rồi K63 thôi mẹ để chút dù thử với size 2. Nếu mà chị thấy được thì chị lấy ha. Đưa cho dù một cái size 2 chị Kiều Thương. Dù sẽ thử lại. Nói chung cái dáng áo đó là em nói thiệt luôn à. Em mặc M nhưng em đã từng mặc, em cũng từng lấy qua size 2 mặc luôn rồi. Là nghĩa nó có nhiều màu lắm, nó nghĩa là rất là dễ mặc luôn. Chút đi em thử, nhưng mà chị cảm thấy cái phong nó không có thấy rộng không có gì thì chịu màu cho em. Ủa chứ sao tay dài? Tay dài mà. Ủa nãy vừa bán tay ngắn. Vậy là có hai. Vậy chết lừa lại. Cái này, cái kia bỏ kia qua đi. Trời ơi tôi hài não quá. Bán rồi vừa còn dài vừa ngắn nữa. Chắc đầu dữ trời. 130 các chị nhớ giá rồi phải không? Để hướng dẫn lại nha. Đang nói nữa chừng bay nó tiêu. À, size của M 50kg, size L 54kg, size XL các chị ơi 59kg, size XL 59kg đổi lại đó nha. Size 2X các chị 64 đi. Rồi size tổ 3X rồi. Khúc còn lại luôn 70 cũng được, không vấn đề. Em có năm nay tại mua đồ rộng về á, đồ nhúng size 2 còn rộng á. Trời ơi, năm 2 là size 2 là coi như là chị cứ với em một size rồi đó. Chị là coi như chị mặc với em một size. Lấy tay dài cho em luôn đi. Ok, Kiều Thương mừng quá. Cảm ơn chị nhiều nhá, 200 nhá. Rồi, giờ mình lấy size. Nãy em hướng dẫn cho các chị ok chưa? Cái này vừa ra có trường hao giống như vừa năm 2 cái rồi vừa bán 50kg thôi. Thì trường hợp mà các chị có ngực vừa nhiều thì ok. Mấy dáng này mặc rộng mới đẹp. Rồi size L 56. À 54, mà 455 gì cũng được. Rồi size XL 59 luôn. Size của 2X 64, size 3X 70 ha. Lên nha các chị yêu. Xin lỗi các chị nha. Tư vấn hơi chậm chút. XL tiếp lên nha. Bây giờ này 130 cần size là vừa nhận hết. 56kg đi đầu. Đi đầu ơi mình bất luôn. XL mặc cho thoải mái. Tiệm cái size này vừa từ bỏ bớt cái XL đó. Sao làm yên bạch vừa lấy luôn ha. Yên bạch giá gọn chúng ta. Trời ơi sao mới chuyển từ cái size đi, dù hướng dẫn cái size rồi, tại dù có trừ hao chứ cái này mà vừa bóc lên size 3 nữa, ok rộng sao. Cái bạch từ cái size
sai đi, bỏ cái bịch ra. Không khí sai không nhỉ? Không khí sai không nhỉ? Ok Phượng Tình, không khí sai không nhỉ? Tại vừa đã nói rồi, vừa có chưa hao ai biết rồi, lỡ bỏ rồi mất trong các chị vô rộng. Không khí sai thì không nhỉ đâu. Phê ba la Tình, các chị nhanh ra, không hết hàng là buồn đó. Ngọc Tần Tình, ok sai hết rồi. Thí Lâm sai hết rồi. Trời ơi, đi sai dùng mấy chị ơi. Sai 3 tí rồi à. Đừng đọc, mưa sai không đọc nữa. Sai 2 hết bạch đó, thấy chưa? Em cứ tỏ sai 3, suýt nữa là rộng rồi, suýt nữa đổi sai đó. Em tỏ tóc đi. Sai 2 phun trang. Bạn mới kia hết rồi. Sai hết L, ok Duyên Nguyễn. Sai hết L, thì mới là trên. Chị Thiền Nguyễn là lấy sai 2 nè. Cái chuyện đi sai cho dịu. Tại vì có từ hao mà gặp chuyện nào gọn quá thì đâu cần từ hao. Nghe em, chị Thiền Lâm thì là 60kg bỏ trước này. Áo này 130.000 bao rẻ luôn á. Mặc đầm chút cũng đẹp. Sai hết lời hết. Quần trắng nó nãy vừa còn sai của 56kg à. Ôi chị Hoàng, chị ơi, chị dám nhỏ nó 55kg, sao chị cũng mặc cùng cái size với Diệu đi. Tại thường với size của Diệu là Diệu mặc bán đến 55-56kg hết mà. Là đúng chuẩn luôn, còn chị thích rộng thì nhảy lên size là cùng chứ nhảy lên nhiều quá, nó rộng nhiều hết nha. Đây, đây, đây. Quần trắng 300. Chị Thắm quần trắng sai là hát luôn mà không có, quần trắng không có sai lời nữa chị. Chia tiểu cậy cho em thôi, giờ không thấy mình lên các chị nữa ta. Quá trời này, quá trời luôn hả? Ra đến đàn chị nào rồi, chờ cuộc thôi này, chị chốt trên hai rồi. Không thấy bình luận ơi. Khoan để chị. Đây đây đây, rồi là chị thấy rồi. Đức Trương xe XL. Không vừa Kiều Thương ơi, quần xinh. À quần xinh mà xe XL đúng không? 100 thì vừa. Mà cái chị hỏi cái sản phẩm nào. Em bán lình mấy cái em chẳng nhớ được. Minh Võ, quần giá tình yêu loại nào á. Tâm Dương, quần giá. Đang cần xây 3. Ok. Áo theo em mờm thắm có cho quần em lờ có. Mà xây mờ của Diệu đang đưa luôn. Em hết. Phương Trần đúng rồi chị gái. Chị mặc xây 2 chín rồi đó. Lúc em lên áo sơ mi Linh đỏ có chưa? Linh đỏ có rồi. Không thắm đâu chưa mà. Quần chị không vừa. Quần này là size của M á, là đến 56kg à, còn M à. Quần trắng 50kg và áo L, Lý Thị Lâm ok. Quần 300, áo 130, về vừa mặc size L cho các chị coi nha. Để các chị coi là cái độ chênh lệch, cái size của nó. Dù một người mặc mà chênh nhau 4-5kg coi của nó như thế nào. Nên cái hàng xô này em thử ngoài nên em biết. Cái kinh nghiệm nó có thừa luôn. Có thừa luôn á, thấy không? 54kg, 55kg nè. Vô ngăn ngon lành nha. Các chị nhìn cái phong nó không có thấy rộng bao nhiêu. Cái sơ mi lúc nãy cũng vậy á. Nên em nói em từng mặc M xong em quét luôn size 2 cũng không thấy độ rộng bao nhiêu. Nhưng mà cái phong nó đẹp lắm nha. Tại vì giống như nó may em cũng không... cái chỗ mấy cái chỗ này em bán quen rồi em đi á. Cái dáng của nó không có hề dài. Cái tà tà áo á không dài. Nó có cái, nó có giống như cái này có độ cân của cái áo á. Nên khi mình nhìn nó mình cũng thấy rộng. Áo L Huỳnh Loan Quýt Ngô size XL. Chị ơi, bây giờ á chị chỉ có lấy được cam, quần là khoảng cam L thôi. Còn như em mới trắng xanh da em mới. Hết em mới. Quần này là quần trắng 50kg nhưng mà không có đúng không? Có, chị bỏ xuống rồi, quần 300 đó. Thiếu. Sao thiếu được? Chị ấy mặc L mà sao bỏ quần. Bỏ lấy ra. Trần Tô Hương size 3. Thắng Thịnh size 2.
lớn lấy cái nữa hết hàng nha. Xe lớn lấy cái nữa hết hàng nha. Đó, cả nhà thấy là vừa mặt 52, nằm mặt cái phong lên M cũng bình thường, lên lên L cũng bình thường. Thông tin chút em đưa cho các chị cái áo sơ mi á, nãy em mặc M phải không? Em mặc luôn hai ít cho các chị coi. Nhìn phong không thấy đồ rộng, nó rất tài. Em bán ngoài mấy cái hàng này em bán ngoài em như là gọi như có quá kinh nghiệm, nhiều khi không có sai, em nói thẳng luôn, không có sai, các chị nhảy liền đi, không có sao cả. Cái đồ rộng của nó có rộng là có đẹp, mà nhưng nhìn nó không giống như văn, các chị nhìn thấy em mặc bình thường, không có thấy rộng. Chỉ có áo không thôi, có một chị là size L, quần không có, còn Lý Hương Bạch là có hàng áo size 2 hết rồi, chị hãy được còn size 2 thôi. Sao thì có cái quần mà lộ rồn rồn dữ vậy hả? Ta chỉ bỏ xuống một nhiêu nó khóc nghe mà. Nhiêu sao? Lý Hương Bạch lấy quần không? Có hả? Quần size gì? Vâng. Thì bỏ quần vào, đúng rồi. Nhưng áo này L. Đúng rồi, thì khách đặt sao gì thì mình bỏ size đó thôi, đâu liên quan gì đâu. Chỉ đối xuống L, M. Ủa em M là cái áo chị mới cởi ra mà, là có khách khách đặt mà. Coi bỏ lộn nha, bỏ trước nha, tôi bảo em M có hai người nha, không biết được. Chỉ đối một cái bill xuống hai mà cùng một size, cặp cái bill là hai size. Thắm hồng là lấy cái áo em M bỏ chưa? Áo em M đã rồi chưa, thắm hồng đấy. Đó. Ủa dù dục xuống liên quan gì vậy? Nguyệt kêu đổi lấy ra cái quần ra thôi, sao bỏ hoài vào đi, nó hỏi lại em kìa. Từ bên mét tên này quay xuống rồi lùng xùng quá. Xe 3 hết rồi chị ơi, thắng hành có rồi. Xe M hết rồi chị Thanh ơi. Xe... Rồi còn xe L, L 2 x thôi. Quần trắng vô đang mặc đó. Em báo chị ơi, em chỉ có size M bán đến 5-6kg, chị đặt size L em đâu có hàng. Trời ơi em thấy em bán không băng cám, em nói mệt quá mấy chị ơi. Em thấy dễ, cũng tư vấn dễ hiểu mà ta. Dù nói nãy giờ luôn là vừa bán chỉ có đến 5-6kg tối đa đó chị ơi, vừa còn M thôi. Mình thương em thì các chị cũng đặt hoài size L, em đâu có size L đâu. Áo trắng, hoa tái, size M luôn. Ok đấy em mờ không thắm đó. Rồi tiếp tục. Đây tôi lấy quần nữa. Quần nâu em mờ ok tú tú tàn nè. Vì quần á, dù chỉ còn một cao là size L thôi. Áo trắng size 2 hãy hình luôn. Ủa sao tự nhiên ngoài là ghi size của L mà trong lại... Rồi chị nào mà 60kg bấm liền luôn. Quần giá nhiêu? Quần 300 triệu ơi, giảm giá rồi đó nha. 60kg còn một cái size của L nè. Rồi giờ mới shop này, giờ shop này, giờ bắt đầu shop là dành cho khách là 67kg trở lên nha các chị. Không một cái áo cầm ít em ra đi nè, là dư hàng đó. Để chị hoa thái có chưa? Ít em liên quan gì vậy? Hoa thái phải bỏ chưa? Chị kiểm tra là trong hoa thái có chưa? Hoa thái có rồi, hoa thái xe L có rồi. Hoa thái ít tinh L 55 tí nè chị. 55 xe L rồi. Rồi về dư ít L. Hoa thái vừa bỏ L đó nha. Mấy chị mà thích rộng mà không tự ghi size là gắn chặt gắn không gắn chịu nha. Em bán trong 3 ngày không bao đâu nha. Nãy giờ em tư vấn em cũng có nói thật kỹ rồi. Rồi em qua quần đây. Ok Hải Hồng mẹ ơi, ai nè, hết rồi chị Hải Hồng ơi. Sao mất ký em biết hàng rồi. Cái này em bán hàng giá rẻ. Em không có bao đâu mấy chị nha. Đã hướng dẫn cái size, từ ghi size mình biết được kinh nặng của mình mỗi khúc nào. Chị từ ghi sai mà bỏ canh nặng là em từng bỏ là bị chật là lắm chịu đó. Em bóc lúc đó. Mặc dù em sẽ tư vấn là đúng với cái sai vậy đó, nhưng mà có thể cứ giống như mình cao hơn nha, mình đầy người hơn, mình phải tự biết mình nhảy sai. Hoặc là ấy gì đó. Rồi cho em mở là cái xanh đi. Cái xanh còn tay dài không? Lừa thì cái tay dài đi. Tại bán mấy này á, đã tư vấn rất kỹ mà có sai, bán một cái sai rất là lâu mà khách đặt là không rõ thì muốn dám bỏ.
nó về mất công rồi nó ra cái thằng cái kia. Ok chị Châu Cúc. Rồi còn trắng còn cái. Nguyệt ơi, lấy cái này có chị Châu Cúc này. Còn trắng. Kim Thương lấy thì vừa soạn luôn, khỏi lên nha. Làm biển lên các bạn ơi. Tôi like tôi thấy mệt quá. Cái đó vào vài bữa vào dịp đẹp đẹp trời tôi bán lại 185 ngàn. Bán dạ lấy đang cho em soạn luôn chứ, cho em không lên nữa, còn 555. Tại vì có mấy mã thì không bán, bán không 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 đó. Nãy Kim Thương nói em mới soạn rồi, ok rồi mà, em ok là em nhận rồi. Chứ bảo em lên là thử cho mất tiền nó mất thời gian quá. Thôi mở tiếp theo nha. L em có này, LXL 2X 3X 4X rồi L 55kg, XL 60kg, 2X 65, 3X 70, 4X 75 đó các chị. L 55kg rồi cái này 270 ngàn, 270 ngàn đó. Tay dài chị lừa tay dài ra riêng thôi nha, lừa lừa hết tay dài luôn. Rồi cam à, quên hồng rút chị nào vừa mình lấy luôn. Cái áo này là chị mặc với mấy cùng thiêu á, sang cực kỳ. Ủa, áo trắng 2X con gì? Hết hàng rồi, còn sai của đấy. Của SM và còn ML, à LXL thôi. Ôi, cả nhà ơi, mình chốt cái này mình lấy dùng nha em ha. Đúng không? Thì bỏ thêm một chỗ đi, vì chút vừa coi là cái tay dài đó. Và sợ đang sợ nãy giờ bỏ nhầm rút hết tay ngắn. Thì mình đang đặt tay ngắn sau gửi về, tay dài cái nó lộn xộn á. Nay nó mệt. À, các chị thích sơ mi thì giờ lên sơ mi với Phong vậy nha. Rồi gì đây? Còn đây còn gì đây? Còn gốc 60kg Maria lấy size của XL và hết XL luôn. Em vẫn đang còn hết lắm. Đúng nói cho biết gì nữa. Rồi chị nào host chưa? Lan Anh này em tặng cho 160 ngàn, 70kg 56. Ok, 4x một cái găng lên. Để em coi tay dài này chứ size gì đổi không được đâu mấy chị ơi. Em không biết nó có được bao nhiêu cái mà đổi nữa, nó không đúng size sao đổi. Nhưng rõ. Từ từ đi để em coi đó, mấy bạn đang soạn á. Em đặt tay ngắn cho em, không có đặt tay dài được nha. Mất pin mà bên mình chuyển nó gửi sao, gửi về tay dài của em cho em á. Rồi quần 160 lai nành luôn nha, quần 160 lai nành. Mấy chị thích tay dài phải không? Rồi để dừa quẩy tay dài cho để coi con tay dài được bán cho. Còn cái trên L hết rồi chị ơi, còn M 2, còn L 2X 3X 4X thôi, thứ còn có mấy cái nè, thứ còn có mấy cái hết rồi. Còn 160. Rồi em có cái này nè, tiền ra làm luôn, xinh luôn. Xinh là có M luôn nè các chị. Còn dù mặc như vậy 300 dù đang sale luôn á chị yêu. Còn dù mặc là 300 á. Xinh mồ XL 2X tây nhất chị Ngọc 3X 4X XL đó ta. Ủa không chị nhau vậy ạ. Không biết theo cái thằng. Rồi xinh 270. Áo đẹp luôn á cả nhà. ML. Bây giờ đang cầm cái M này, giờ mặc L phải không? Bây giờ cầm qua M này mặc lên đánh bình thường. Cái dáng, mấy cái dáng này là sơ mi này là trên nhau một size mặc ok hết các chị nha, không có sao cả nha. Anh Tùng nếu mà mình thích là mặc thoải mái. Nó cái phong nó không mất đi. Nó chỉ rộng nhìn nếu mà nhìn vào bình thường á, thấy dễ thương thôi chứ không có mất phong được vậy đâu nha. Rồi ai lấy thêm xanh thì lấy luôn, cũng có sai thì
Xanh này thì lại có thêm một size M nữa, ML, XL, 2X, 3X, 4X, 4X, 7, 5X, 270.000. Nó sơ mi là hiện tại em đang có hai mã này trước. Mã này với cái mã tay dài. Tay dài lựa rồi phải không? Không, hết rồi Thiên An ơi. Cái hàng 95 là Diệu đã bán để ngưng rồi. Diệu ngưng bán cái đó rồi. Đó là Diệu giải quyết xong rồi á, là cho đi rồi. Cho đi tìm cho chỗ sale á. Sale hết luôn. Rồi đó. Hát chốt thì ghi còn quần gì đây? Ring, ring này còn hàng rồi. Size M 360 này. Size M 58. Bấm thì các chị 8, giá còn gọn 59 nữa thôi. Còn cái xinh 58kg luôn. Size M nhỏ nhất nha, 48kg trở lên. Đây này nó hàng đẹp luôn, 220. Rồi, hai quần đẹp, chị nào lấy đi luôn nè. Trời ơi, mặc cái quần này lên thôi. Nói chung là đồ trẻ trung. Ok. Còn đẹp đó chị. Lấy cái sơ mi này nè, với mấy áo, mấy quần này đẹp lắm nha. Cái quần jean này á. Đang có size đang kiếm. Nó đang làm. Đang làm phải không? Rồi, chế nào lấy quần jean thì mình lấy luôn nè. Ok chị Thủy Nguyễn nha. Cảm ơn chị gái nè. 36. Quần xô. Xô xanh. Quên, đây là cái hàng này, hàng đẹp. Rồi. Hết rồi Kiều Thương ơi. Nãy em nói em like cái gì nữa ta? Nói gì em quên mất tiêu rồi mấy chị. Ôi thử. Gặp thử nhiều đuối. Rinh hết rồi. Giờ sơ mi chưa lựa được. Giờ có một cái size 2. Thấy chưa lựa xong. Đây mặt size 2. Ai lấy thì lấy luôn nè. Cả nhà thi thấy size 2 vô mặt không? Vô mặt là anh M đó. Vô vô luôn size 2 chân nhau biết bao nhiêu size đó. Nhìn bình thường. Mấy tay ngắn là còn không có cần xanh tay vậy đâu. Cái tay ngắn là vô mặt lên là gần như là dễ thương lắm. Thì sơ mi mặt rộng đâu sao đâu. Mà size 2 vậy đó. Không có thấy đồ rộng. Cái này là tùy. Cũng tùy theo cái sở thích của khách nữa. Chứ size 2 em bán đến 65kg rồi mà. Này là mặc theo dáng vừa luôn. Nếu mà 65kg là đúng luôn. Không tự hao được gì nữa. Trước lên size 2. Nó trẻ nào lấy ghi. Ghi trước. Nguyễn Thu Thị. Ok lấy áo nha. Tay dài nè. Có cái size 4 luôn nè. Hải Phụ có lên rồi. Hải mình coi lại bài kia bài like nha. Ghi nhận quần 320 4 cái màu đen với gạo Diệu ơi. Là sao? Chị lấy. Rồi size 4 luôn nè. Chị nào lấy nè. 70 nè, 70kg hơn nè. Tay dài thì các chị mặc ôm ô. À mặc rộng rộng chút thoải mái đi. Còn còn 320 là chị đặt tiền mới với nhau chứ. Nghĩa là chị đặt trùng nhau hả? Mấy chị đặt mấy chị mới nhớ chứ ai biết đâu có chụp hình rồi mà. Không biết nha. Rồi quần 320. Cái này là cái áo của chị nè. Tăng ngắn không hả? Rồi ok. Chị hai cái tay dài mà ngồi
mà kiếm hết đống muốn khóc luôn. Khóc một dòng sông. Rồi, tay dài. Quần sọc xanh 58kg tình yêu ơi. Quần 320.000. Rồi áo xanh tay dài còn một cái này. Chị nào lấy xe to này, cái này là nãy có khách lấy rồi nè. Là chị Nguyễn Thu Thủy 200 nha. Rồi có nghĩa là hai cái quần trắng đen chị ấy đã đặt rồi, sao chị ấy đặt lại trùng? Chị mặc luôn, để mặc luôn. Chưa giờ sao? Chưa giờ sao? Ai? Em đã đặt mà không nhớ. Chả em đâu, em bán một ngày biết bao nhiêu sản phẩm, ta chụp hình cho rồi không để ý gì chi. Hả? Chụp hình cho rồi không để ý chi. À, cái chết luôn. Đen luôn. Bà con có màu đen nó chỉ kết lên có đen có trắng nè, 60kg 120 này phải đẹp lắm, bữa trước em bán rồi, móng mỏng nha. Còn cái này có đen có trắng, quần là 320, áo 120, nó chênh lệch dữ dằn. Tim nó còn à? Tim này tự nhiên sao còn, cái này chắc chốt không được rồi đó. Nó mới tay ngàn như kiếm người em. Dạ, vừa 70kg luôn á cái chị. Rồi, trắng, cân chua 55kg, 120 luôn. Trái tim 120, trắng 120. Áo em đang mặc 60. Nó đưa lên mấy cái này à. Tim 120, ok, kim vùng cao. Các chị ơi, 150 này. Nhớ áo phông dài này không? Chị là còn một đen một kem này, bữa vô thử đó khách thích quá trời á, bấm nhiều lắm mà em lấy là vì nó to nên em phải xìa mới phải bán vị á. Quần màu đen ok, tiếp lê áo 120, tím tim cầu cao, áo trắng. Chị ơi, Hồng Thắm cái này phải không? Hồng Thắm trắng đen là cái tim là xong rồi nè. Ông Thắm ơi, nếu đúng thì ok là dùng nhiều cái nha. Quần màu đen nó quần nào đi. Đây đây. Quần đen 300 320. Quần trắng 320, ok. Áo trắng cho chị Kim à, cho chị Hồng Thắm này nha. Hồng Thắm này. Đây nha. 120 nha. Rồi hết. 150 này bà con ơi, hôm trước em like á kia khi em nói phong nó dài quá em mới bán 150 chứ, nhà này em đã nhập 150 mà. Ok, Kiều Thương quần đen được, quần đen này không có sai. Nhớ cái mẫu này không? Có kem với đen nè, hôm trước chị nào hụt thì cứ lấy giùm em nè. Em có phông dài này chị cao cao mặc sang lắm, còn hai chiếc nữa tắt ngắn thôi là em lùng vải đẹp lắm nha. Nè này thằng cao cấp đó, sao chưa lại cái nút được. Rồi lớn ký 70 thoải mái luôn á. Kem cho Nguyễn Nhi, áo đen cho Thúy Lê. Này mặc sang sang mà dài đi. Vừa hôm trước Vũ Hoàng chốt món sao còn hai cái này, các chị nhìn cái hàng tem là biết rồi, đẹp lắm. Ủa cái đó bánh tặng
tôi 150.000 vô nhập 150 vô bán đúng 150 luôn đó. Lỗ nhân viên nó lỗ tiền từ trên về đó. Xanh cái post lâu lâu sót gái xanh 200 luôn. Xanh 200 tặng luôn đi 65 kg. Ok. Vàng Thùy Dương. À quên, xin cho chị Thùy Dương nha. Vàng cầm cái. Sò luôn 340 một áo không rẻ. Áo đen hết rồi, cái này 60 kg mà mặc ngắn ngắn nha các chị. Kem và trắng, trời ơi đau tay quá ta, phi chưa. Rồi lớp kem trắng 60 kg mặc được. Ren hàng này hàng cao cấp, chưa cắt khuy. Xịn luôn á. Cái này các chị làm khoác làm áo thì cũng được, 340. Ok Đỗ Ngọc. Một quần trắng cho Đỗ Ngọc. Ngày hở hở nha. Không có cái cắt dính gì trời. Áo này không có size chị ơi, 60 kg tối đa thôi. Rồi. Rồi các chị ơi, mình có thể làm khoác hoặc làm áo kiểu cũng được. Còn nhiều mặt là có đang trắng. Được mấy bộ ạ? Khá bộ. 60 kg vừa chị ơi. Quần này 320. Quần 320. Áo 340. Có kem luôn nha. Áo đẹp quá. Hàng ren xịn mà. Hàng ren xịn. Rồi, màu da. Màu da và mộc trắng. Chị Trần ơi, em chào chị. Quần em mặc là linen mà hàng này hàng Trung á các chị, nó có pha đẹp lắm. Này em bán mấy đợt rồi, khách em mua hàng này nhiều lắm rồi. 300 mấy ngàn là nó là giá là vải đẹp luôn á nha. Hàng Trung.
Đây em còn này. Nó còn có cục đây trắng đen thì nào vừa lấy luôn nha. Rồi cho cái này xếp vào. Rồi, thôi Diệu ngưng like. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho Diệu nha. Anh Diệu ngưng like đây. Mình cần gì? Dạ, chị vừa á chị. Cần gì nhắn em nha. Quần biết sai nha các chị, quần 320 các chị em tư vấn. Chia tay chưa? Chia tay rồi. Quần trắng 320 cho chị Thúy Lâm. Ok, 320 Thúy Lâm. Quần này đẹp với chị lấy đi. Giữ đơn phải không? Ok. Chị nhắn qua bên Messenger chị. Nhắn nhanh cho các bạn, bạn đang thực hiện đơn mình. Rồi chào tất cả các chị. Một trắng một đen cho chị Chi Trần. Chi Trần. Một trắng. Ok. Thế chị lấy luôn đi, quần đẹp nè.